Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 171. Nam nhân đội mũ lưỡi chai lấy một đoạn dây thừng từ trong túi sách của mình ra, ta có dây leo núi. Được rồi, người tìm một cái cây có dễ chắc một tí, đưa đầu còn lại cho ta. Nhiếp Tiểu Lý dự định tự mình trèo lên tảng đá, kéo ba người kia trở về. Hạ Thiên nói, vợ tiếp viên hàng không, thật ra muốn cứu người cũng rất đơn giản. Không cần phức tạp như vậy đâu. Người có cách nào tốt hơn sao? Nhiếp Tiểu Lý chợt nhớ đến Hạ Thiên không phải người bình thường. Hắn sẽ có biện pháp ổn thỏa hơn để cứu người. Nam nhân đội mũ lưỡi chai hoài nghi nhìn Hạ Thiên, ngươi. Ngươi được không đấy? Ta thấy thể trọng ngươi không nhẹ. Nếu ngươi bước lên, chỉ sợ tảng đá sẽ rơi xuống. Cứu bọn họ không cần buộc cái này. Hạ Thiên nhếch miệng. Sau đó nhấc chân đạp tảng đá vốn đã lỏng ra kia. Xoạt! Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Tảng đá kia trong nháy mắt rơi xuống, kéo theo hai tảng đá còn lại rơi xuống vách núi. Ngươi làm gì thế? Nam nhân đội mũ lưỡi chai không khỏi mở to mắt, gương mặt khó tin, ngươi giết người rồi. Nhiếp Tiểu Lý cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Giết người! Hạ Thiên cười nói, ta nhớ ngươi vừa mới nói qua, nếu bọn họ rơi xuống. Ngươi sẽ cao hứng muốn chết, đúng không? Nam nhân đội mũ lưỡi chai nghẹn họng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, con mẹ nó, ngươi muốn ném nổi cho ta đúng không? Mọi người mau bắt hắn lại, giao cho cảnh sát, tuyệt không thể để tên tội phạm giết người này chạy mất. Đám quần chúng kia lập tức ra tay với Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý. Bành! Hạ Thiên nhấc chân đạp bay những người kia, không kiên nhẫn nói, không xong đúng không? Dám dở trò hề này trước mặt ta, ngươi cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình rất tốt à? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nam nhân đội mũ lưỡi chai chỉ tay vào Hạ Thiên, lòng đầy căm phẫn, ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết người, hơn nữa còn dám ra tay với nhân chứng chúng ta. Ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Giết người, Hạ Thiên cười nói, ta giết ai chứ? Nam nhân đội mũ lưỡi chai giận quá hóa cười, ngươi coi chúng ta mù đúng không? Vừa rồi ngươi đạp tảng đá kia xuống, một nhà ba người kia tuyệt đối chết chắc, ngươi còn muốn ngụy biện. A, vị soái ca này, cảm ơn ngươi đã cứu cả nhà chúng ta. Lúc này, một cặp vợ chồng ôm một đứa bé nhỏ chạy đến, rối rít cảm ơn Hạ Thiên, nếu không nhờ ngươi, người nhà chúng ta đã chết chắc rồi. Mắt nam nhân đội mũ lưỡi chai như muốn lồi ra, không thể nào. Vừa rồi các ngươi rõ ràng đã rơi xuống cùng với tảng đá mà. Tảng đá, Nhiếp Tiểu Lý tiện tay chỉ vào ba tảng đá dựng thẳng, người nói là ba tảng đá này sao? Chẳng lẽ mắt của ta bị mù? Nam nhân đội mũ lưỡi chai có chút hoài nghi nhân sinh của mình. Mặc dù Nhiếp Tiểu Lý không đoán được cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng đoán được người nhất định là do Hạ Thiên cứu. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm, chỉ nói với một nhà ba người kia, về sau, khi các ngươi ra ngoài du lịch, nhất định phải chú ý một chút. Đừng leo lên những nơi nguy hiểm như thế này. Chúng ta không có leo lên, là thúc thúc xấu này đẩy chúng ta lên. Đứa bé trai ngược lại nhanh mồm nhanh miệng chỉ vào nam nhân đội mũ lưỡi chai, nói, khi còn dưới chân núi, hắn ta bị cháu tố cáo khạc nhổ khắp nơi, vì thế hắn ta cứ đi theo nhà cháu. Đánh giám, nam nhân đội mũ lưỡi chai gấp lên, chỉ vào đứa bé trai mà mắng, nhóc mập kia, người muốn ăn đòn đúng không? Nhiếp Tiểu Lý ngăn trước mặt đứa bé trai, lạnh lùng nhìn nam nhân đội mũ lưỡi chai, ngươi còn lời gì muốn nói nữa không? Ta, mẹ nó có gì muốn nói cũng không nói với ngươi. Nam nhân đội mũ lưỡi chai mắng Nhiếp Tiểu Lý, mẹ kiếp, xen vào việc của người khác, ngươi chờ đó cho ta. Việc này ta không để yên cho ngươi đâu. Nói xong, hắn ta quay người muốn bỏ đi. Ngươi cảm thấy ngươi đi được sao? Nhiếp Tiểu Lý cản lại đường đi của hắn ta, ngươi đã phạm pháp, ngươi nên ở đây chờ cảnh sát đi. Lão tử muốn đi, ngươi có thể ngăn được à? Nam nhân đội mũ lưỡi chai cười lạnh, bóp quyền đánh tới Nhiếp Tiểu Lý. Đáng tiếc, nắm đấm còn chưa chạm vào người Nhiếp Tiểu Lý, người hắn ta đã bay ra ngoài, ngã theo tư thế chó đấp cứt. Lập tức, có quần chúng vây xem tiến lên ấn nam nhân đội mũ lưỡi chai xuống, còn có người kêu la. Ngươi dám lừa chúng ta. Đúng đấy, thiếu chút nữa bắt chúng ta gánh tội danh giết người rồi. Mấy tên bại hoại này giữ lại làm gì, cứ đánh chết cho xong. Các ngươi cũng chẳng phải người tốt lành gì, đừng có mà giả bộ.
Nhiếp Tiểu Lý nhìn quét qua những người này, rồi gọi điện thoại, tiếp theo nàng nói với một nhà ba người kia, các ngươi giám sát hắn ta cho chặt chẽ, ta đã gọi điện thoại cho đồn công an phụ trách cảnh khu gần đây. Lát nữa, các ngươi giao chuyện này cho cảnh sát xử lý là được. Cảm ơn, cảm ơn. Một nhà ba người hôm nay bị dọa không nhẹ, nhưng không muốn như vậy buông tha cho nam nhân đội mũ lưỡi chai. Nghe Nhiếp Tiểu Lý nói, bọn họ lại càng yên tâm hơn không ít. Lần này phải cảm ơn ngươi và chồng của ngươi. Nữ nhân kia vô cùng cảm kích, cầm lấy tay Nhiếp Tiểu Lý, rốt rít cảm ơn. Ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Hạ Thiên, hả? Nhiếp Tiểu Lý cười nhạt một tiếng, đang định rút hai tay về, đột nhiên nàng phát hiện không ổn. Khí lực nữ nhân này thật lớn, giống như đôi xích sắt nắm chặt lấy hai tay của nàng. Các ngươi cũng không thể đi, người một nhà chúng ta còn chưa cảm ơn xong mà. Nữ nhân kia cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng nhớn. Ngươi đừng động đậy. Chồng và con trai của nữ nhân kia lập tức bao vây Hạ Thiên lại, trong tay mang theo quyển sáo giống như càng cua. Hạ Thiên không thèm để ý, nghiêng đầu nhìn Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không, ta đã nói ba người này không phải là người tốt lành gì rồi mà. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng nhìn nữ nhân đang nắm lấy hai tay của mình, nghiêm túc hỏi. Khóe miệng nữ nhân kia nhếch lên, mỉm cười nói với Nhiếp Tiểu Lý, nói cho ngươi biết cũng không sao. Một nhà ba người chúng ta đều là sát thủ, danh xưng thiết giải nhất gia. Ta tên Diễm Giải Đinh Tiên Nhi, chồng của ta là Độc Giải Hoa Nhất Lang, con trai của ta là Thiết Giải Đinh Cao Cao. Sát thủ, Nhiếp Tiểu Lý có chút nghi hoặc. Mặc dù từ nhỏ nàng đã bị người ta thường xuyên ám sát, nhưng sát thủ mà Nhiếp Trường Sinh thuê đã chết, tại sao còn có sát thủ nhằm vào nàng chứ? Nhìn gương mặt mờ mịt của ngươi, chắc ngươi còn chưa biết. Đinh Tiên Nhi hứng thú nhìn Nhiếp Tiểu Lý, hôm qua, gia chủ Nhiếp gia đã ban bố cách sát lệnh đối với hai người các ngươi, bất luận chết sống, nếu đưa đến trước mặt ông ấy đều có thể nhận được tiền thưởng. Tuy nhiên, sống sẽ càng đáng tiền hơn một chút. Nhiếp Tiểu Lý nhìn đứa bé trai, không hiểu hỏi, xuất sinh nhập tử còn mang theo con cái. Ngươi đừng có hiểu lầm, Đinh Tiên Nhi cười khanh khách, chỉ vào đứa bé trai, hắn ta là chồng của ta đấy. Rồi lại chỉ nam nhân thân hình cao lớn có chất phác, đây mới là con của ta. Hắc hắc, không nghĩ đến sao, nam nhân có thân hình giống bé trai nở nụ cười gian dảo, năm nay ta đã hơn 40, nhưng cơ thể lại giống với đứa bé 8 tuổi. Đây chính là trời sinh, là cơm ăn mà ông trời ban cho. Lúc giết người, có thể khiến cho sự cảnh giác của người khác giảm xuống rất nhiều, giết người nào chúng người đó. Nhiếp Tiểu Lý không khỏi châm chọc, trình diễn vừa rồi của các ngươi hoàn toàn không cần thiết phải đặt mình vào hiểm cảnh. Những người này đều được dùng tiền để mời đến. Ban đầu, chúng ta muốn trình diễn một vở kịch cho các ngươi xem, để các ngươi buông lỏng cảnh giác, chồng của ta sẽ thừa cơ đánh lén. Nhưng, Đinh Tiên Nhi chưa nói được hai câu, đã theo thói quen mỉm cười yêu kiều, kế hoạch này đã bị tên ngốc đội mũ lưỡi chai phá hỏng. Hoa Nhất Lang cho người đưa nam nhân đội mũ lưỡi chai đến trước mặt, một cước đạp tới, tên ngớ ngẩn này vẫn luôn đi theo gia đình chúng ta từ dưới chân núi. Chúng ta vốn muốn đặt bẫy, dẫn hắn ta lên tảng đá, sau đó để hắn ta té xuống. Ai biết được hai người các ngươi đột nhiên đi lên, chúng ta đành phải tương kế tự kế. Ngớ ngẩn thì chính là ngớ ngẩn. Hạ Thiên nghe xong, ngáp một cái, không kiên nhẫn nói, muốn giết người thì giết đi, cần chi phải dùng nhiều chiêu trò như vậy, ngược lại chứng minh các ngươi hoàn toàn không có bản lãnh gì cả. Tiểu tử, người đúng là có chút man lực, nhưng chẳng qua chỉ là mãng phu mà thôi. Hoa Nhất Lang hừ lạnh một tiếng, gật đầu nói, cường đại mới là bản lãnh thật sự. Hạ Thiên nhếch miệng, đầu óc của các ngươi chẳng phát huy tác dụng gì cả, ngu xuẩn muốn chết. Bằng không, các ngươi cũng chẳng đến trêu chọc ta. Hừ, tiểu tử, đừng có nói đùa. Hoa Nhất Lang khinh thường nhìn Hạ Thiên, hai người các ngươi đã là cá trong chậu của gia đình chúng ta. Sở dĩ chúng ta không giết các ngươi là vì các ngươi còn sống thì đáng tiền hơn. Đây chính là 200 vạn tiền thưởng, chết cũng chỉ có 80 vạn mà thôi. Đinh Tiên Nhi cười lạnh, chồng, nói lời vô dụng với bọn họ làm gì. Mau dùng dây thừng trói bọn họ lại rồi nói sau. Trói lại, trói lại. Đinh Cao Cao hơi khờ khạo mừng rỡ vỗ tay, tỷ tỷ này xinh đẹp quá, để ta trói, để ta trói. Hoa Nhất Lang mỉm cười, đưa dây thừng đến, con trai,
ánh mắt của con đúng là không tệ. Vị nhiếp tiểu thư này có danh xưng đệ nhất mỹ nữ Hoàng Sơn. Nếu con thích, con có thể chơi đùa trước, dù sao nhiếp gia chủ cũng không nói là không thể chơi. Nếu các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho gia đình của các ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, có phần không kiên nhẫn nói. Nhiếp tiểu lý nhỏ giọng nhắc nhở, đừng giết người ở đây. Nếu bị người ta nhìn thấy, người sẽ gặp phiền phức đấy. Hạ Thiên cười nói, vợ tiếp viên hàng không, nàng yên tâm đi, ta từ trước đến nay luôn lấy đức phục người. Mấy chuyện giết người này hoàn toàn không có hàm lượng kỹ thuật. Đúng là không biết sống chết, máu nóng Hoa Nhất Lang đã bốc lên đầu, chỉ vào Hạ Thiên, xem ra, không dạy cho ngươi một bài học, ngươi không biết sự lợi hại của độc giải ta. Nói xong, hắn ta liền múa giải sáo song quyền, quất tới cổ Hạ Thiên. Thứ đồ chơi này, ngươi nên giữ lại tự mình chơi đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhấc chân đạp bay Hoa Nhất Lang ra ngoài. Chỉ thấy cơ thể thấp bé của hắn ta biến thành một đường vòng cung, trùng hợp ngã xuống ba tảng đá kia. Chồng, Ninh Tiên Nhi nhìn thấy ba tảng đá lắc lư, Hoa Nhất Lang nằm bất tỉnh nhân sự bên trên, lập tức trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Sau đó hô to với Đinh Cao Cao, con trai, chúng ta cùng tiến lên làm thịt tên tiểu tử này. Hai người đồng thời từ những phương vị khác nhau tấn công Hạ Thiên. Đáng tiếc, không phát huy được tác dụng gì. Ngươi cũng lên luôn đi. Hạ Thiên từ trước đến nay không có thói quen nuông chiều người xấu, một người một cước đá bay ra ngoài, rơi xuống tảng đá đã lung lay sắp đổ kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám quần chúng vây xem thấy không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy. Muốn chạy thì cũng đã muộn rồi, thân hình Hạ Thiên như quỷ mị xuyên qua đám người. Tiếp theo, bọn họ từng người bay lên, bao gồm nam nhân đội mũ lưỡi chai cùng gia đình sát thủ kia nằm cùng một chỗ. Nhiếp tiểu lý không thể không cảm thán sự cường đại của Hạ Thiên, nhưng vẫn hỏi một câu, bọn họ không chết sao? Vợ tiếp viên hàng không, nàng yên tâm đi, không chết được đâu. Chỉ là đời này của bọn họ chỉ có thể nằm thôi. Hạ Thiên dừng một giây, sau đó mỉm cười nói tiếp, về phần tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Nhiếp tiểu lý nhìn những người kia, cũng không tiếp tục làm thánh mẫu nữa, cảnh sát lập tức đến ngay, giao những người này cho bọn họ xử lý. Hạ Thiên đương nhiên không có ý kiến, còn rất tự nhiên tiến lên ôm eo nhiếp tiểu lý, được rồi, vợ tiếp viên hàng không, chúng ta đi thôi. Ngươi. Nhiếp tiểu lý cảm thấy eo bị siết chặt, nàng quay sang nhìn Hạ Thiên, phát hiện gương mặt của hắn cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, giống như chỉ đang làm một chuyện rất bình thường, rất tự nhiên, vì thế nàng cũng không tiện nói cái gì. Hạ Thiên đã thành thói quen, hắn và Ninh Nhụy Nhụy, làm y nhân, còn có Tô Bối Bối khi xuất hành đều ôm eo như thế. Sau khi hai người rời đi không bao lâu, người nằm trên tảng đá dần dần tỉnh lại. Ba tảng đá hoàn toàn không cách nào chịu đựng nổi. Với nhiều người như vậy, nó đã có dấu hiệu trượt xuống. Chồng, tảng đá sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhân lúc nó còn trụ được, chúng ta nhảy lên vách đá đi. Ninh Tiên Nhi tuyệt không kiêng kỵ. Hoa Nhất Lang vô cùng đồng ý, ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng nhau nhảy. Không, lập tức có người phản đối, đã không ổn rồi, nếu ngươi nhảy lên, chúng ta sẽ cùng tảng đá rơi xuống. Các ngươi đã nhận tiền, đương nhiên phải nhượng bộ một nhà chúng ta chứ. Ninh Tiên Nhi bất mãn nói. Một người khác phản bác, thu chỉ là tiền diễn kịch, bây giờ mạng người quan trọng, chúng ta phải rời đi trước, sau đó sẽ nghĩ cách cứu các ngươi. Đánh giám, Hoa Nhất Lang bỗng dưng quát lớn, lão tử định đoạt, nếu không phục, các ngươi có tin đôi độc giải này phế bỏ các ngươi hay không? Khiếp sợ sự độc ác của Hoa Nhất Lang, đám người kia nhìn nhau. Không dám nói thêm câu nào, oán hận trong lòng điên cuồng phát sinh. Thật ra, bọn họ chỉ cần nằm bất động, mặc dù ba tảng đá hơi lắc lư nhưng cũng có thể kiên trì cho đến khi cảnh sát chạy đến. Tuy nhiên, cả nhà Đinh Tiên Nhi đều là sát thủ, cho nên nửa giây cũng không chờ được. 3, 2, 1, A, Hoa Nhất Lang dọa sợ những người khác. Sau khi đếm đến 3, trong lúc đang chuẩn bị nhảy lên, nam nhân đội mũ lưỡi chai bỗng nhiên ôm lấy Hoa Nhất Lang, miệng hô to, muốn chết thì cùng chết, người nhà các ngươi đừng hòng trốn một mình. Buông tay ra, Hoa Nhất Lang giận dữ, đôi độc giải càng không ngừng đập vào lưng nam nhân đội mũ lưỡi chai, đánh cho hắn ta thổ huyết. Có một người dẫn đầu,
những người khác cảm thấy có hy vọng sống, lập tức ôm lấy Đinh Tiên Nhi và Đinh Cao Cao, đúng, mọi người cùng nhau chết. Tảng đá vốn lung lay sắp đổ rốt cuộc không chịu được rung chuyển, rầm rầm một tiếng, lần này tuột xuống vách núi thật. Nhiếp Tiểu Lý đã đi một khoảng cách bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn, người có nghe âm thanh gì hay không? Vợ tiếp viên hàng không, nàng không cần để ý, chỉ là đám ngu ngốc đang kêu to mà thôi. Hạ Thiên khoát tay nói. Thật sao, Nhiếp Tiểu Lý hơi nghi hoặc một chút, có phải ba tảng đá kia tuột xuống hay không? Hạ Thiên nói, chỉ cần bọn họ nằm bất động, tảng đá sẽ không rơi xuống. Nhiếp Tiểu Lý nghe được ý tại ngôn ngoại trong đó, lập tức lắc đầu, không nói gì thêm. Tâm địa hai người các ngươi quá độc ác, lúc này, trên cành cây vang lên giọng nói có chút tức giận, hại chết mười mấy nhân mạng lại hời hợt như thế, quả thật xúc sinh, các ngươi còn xứng làm người sao? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn người trên cây, tên ngốc ngươi xuất hiện từ đâu vậy? Hừ, ta là hiệp nghĩa sĩ chuyên giải quyết chuyện bất bình. Người trên cây quát mắng, nhất là gặp phải loại người xem nhân mạng như cỏ rác. Ta sẽ giết các ngươi, thay trời hành đạo. Nhiếp Tiểu Lý lãnh đạm nói, ngươi muốn làm hiệp khách cái gì? Khi bọn họ thiết kế hãm hại ta, tại sao ngươi lại không xuất hiện? Tại sao vừa rồi ngươi không qua đó cứu bọn họ? Hừ, còn muốn rảo biện, quả nhiên là yêu nữ. Người trên cây cười lạnh. Hạ Thiên lười biếng nói, vợ tiếp viên hàng không, nàng không cần nói nhảm với hắn ta. Hắn ta cũng là sát thủ, trốn ở chỗ này vốn định lấy đen ăn đen. Làm người tốt không xong, ngay cả làm người xấu cũng dở tệ. Đúng là phế vật. Các ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Người trên cây im lặng một hai giây, sau đó lớn tiếng nói, tốt nhất ngươi nên thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể bảo vệ cái mạng chó của mình. Bằng không, ngươi tuyệt đối, Lời còn chưa nói hết, người này đột nhiên phát hiện người bay lên không, nhưng bay chưa đến 2-3 giây, cả người đã rơi xuống vách núi, rất nhanh không còn nghe thấy âm thanh. Sát thủ đều là mặt hàng này sao? Nhiếp Tiểu Lý có chút thất vọng. Hạ Thiên nhếch miệng, vợ tiếp viên hàng không, ra ra nàng chỉ mời được mặt hàng này. Cho nên, ông ta cũng chỉ là một lão già ngu ngốc mà thôi. Chúng ta gặp phải một số sát thủ bên này. Nhiếp Tiểu Lý bỗng nhiên dâng lên một sự lo lắng, không khỏi nói với Hạ Thiên, vậy mẹ ta và Ninh tỷ tỷ bên kia có phải? Có tiểu muội chân dài, sẽ không có chuyện gì đâu. Hạ Thiên tuyệt không lo lắng, cười nói. Nếu ra ra ta ngay từ đầu đã không có ý tốt, vậy thì khó nói rồi. Nhiếp Tiểu Lý vẫn không cách nào yên tâm. Đối với tính cách của đám người trong biệt thự sườn núi, nàng thật sự không dám cam đoan. Cũng may bọn họ chỉ đi đón em gái của nàng, hy vọng bên đó sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vợ tiếp viên hàng không, ta nói rồi, nàng không cần lo lắng. Thái độ của Hạ Thiên vẫn hờ hững, tiểu muội chân dài rất mạnh, người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của nàng ấy. Nhiếp Tiểu Lý bỗng lên tiếng, nếu nãi nãi của ta không phải người bình thường thì sao? Tiểu muội chân dài cũng không phải người bình thường, nàng ấy rất lợi hại. Hạ Thiên mỉm cười, nàng ấy đi theo ta, tình huống nào mà chưa thấy qua. Nhiếp gia của nàng hoàn toàn không đủ cho nàng ấy nhìn. Nghe xong, Nhiếp Tiểu Lý không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi và Ninh tỷ tỷ đã trải qua những chuyện gì không? Nàng muốn biết, Hạ Thiên cười hì hì nhìn Nhiếp Tiểu Lý. Nhiếp Tiểu Lý vén tóc qua tai, nghiêng đầu nói, chẳng lẽ ta không thể biết sao? Có cái gì mà không thể biết chứ? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tuy nhiên, nếu nàng muốn biết, nàng tự mình đi hỏi tiểu muội chân dài đi. Nhiếp Tiểu Lý không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn phong cảnh bốn phía. Bầu trời bao la nhưng lại có mây mù bao phủ. Dãy núi im lặng, nhưng lại có tiếng chim hót vang lên. Ngươi thật sự thích ta sao? Nhiếp Tiểu Lý nhìn Hạ Thiên, dường như vô ý hỏi thăm. Hạ Thiên thành thật đáp lại, ta không thích mẹ nàng, ta thích nàng. Vì sao ngươi lại có thể nói đến chân thành như thế? Nhiếp Tiểu Lý không hiểu nhìn Hạ Thiên, phát hiện ánh mắt của hắn không hề có chút do dự. Ngươi rõ ràng đã có nữ nhân ưu tú như Ninh tỷ tỷ, nghe nói ngươi còn có những nữ nhân khác, ngươi háo sắc sao? Ta sẽ trả lời vấn đề thứ nhất của nàng. Hạ Thiên dùng giọng điệu không thể nghi ngờ đáp lại, không phải ta nói đến chân thành mà là vì ta vốn chân thành. Nhiếp Tiểu Lý yên lặng nhìn Hạ Thiên, thế vấn đề thứ hai thì sao? Vấn đề thứ hai không thể trả lời.
Hạ Thiên thản nhiên đáp, trên thế giới không có nam nhân nào mà không háo sắc. Ngươi nói nghe tuyệt đối nhỉ. Nhiếp Tiểu Lý mỉm cười, cũng có nam nhân không thích nữ nhân đấy, còn có thái giám nữa. Hạ Thiên nhếch miệng, những người đó không phải không háo sắc, chỉ là có người không háo nữ sắc, có người không được mà thôi. Đúng, Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, không nói thêm gì nữa, đưa tay chỉ, đằng trước chính là vườn trà, vượt qua đỉnh núi này là có thể đến. Các ngươi không qua được đỉnh núi này đâu, các ngươi nên thành thật đi cùng chúng ta đến tự viện trên đỉnh núi. Một đám hòa thượng rốt cuộc cũng đuổi đến, trực tiếp bao vây hai người lại. Nhiếp Tiểu Lý nhận ra đám hòa thượng này, liền lạnh lùng nói, các ngươi chính là hòa thượng Vân Tiên Tự, là Tam Bá gia sai các ngươi đến sao? Đúng, là phương trưởng bảo chúng ta đến. Minh Cát hòa thượng dẫn đầu cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, Nhiếp Tiểu Thư, xin đừng làm chúng ta khó xử. Bằng không, phương trưởng sẽ không cao hứng. Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng quét mắt nhìn đám hòa thượng, Tam Bá gia xuất gia đã nhiều năm, cũng đã sớm nói qua không hỏi sự vụ trong tộc. Tại sao bây giờ nói lời mà không giữ lời? Chúng ta không biết, Minh Cát hòa thượng thuận miệng qua loa một câu, tóm lại, các ngươi đừng trì hoãn nữa. Bây giờ các ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Thật ngại quá, ta từ chối. Nhiếp Tiểu Lý thản nhiên nói, ta và vị đại sư đó chẳng có gì để nói. Ông ta muốn nói cái gì, ta đại khái cũng có thể đoán được. Đạo khác biệt mưu cầu khác biệt, đừng uổng phí sức lực nữa. Minh Cát hòa thượng quét cây vi đà sử trong tay, lạnh lùng nhìn Nhiếp Tiểu Lý, ngươi đừng tưởng rằng ta gọi ngươi một tiếng Nhiếp Tiểu Thư, ngươi thật sự là đại tiểu thư nhé. Chúng ta không phải đang thương lượng với ngươi mà là cho ngươi một cơ hội. Dù sao, nếu ra tay với nhau, người thua thiệt cũng chỉ là ngươi. Ngươi nói sai rồi, vợ tiếp viên hàng không không bao giờ thua thiệt. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngược lại, nếu các ngươi không biết, khả năng không chỉ thua thiệt thôi đâu. Minh Cát hòa thượng có chút khinh thường nhìn Hạ Thiên, nơi này không có phần cho ngươi nói chuyện, ngươi cút ngay cho ta. Nếu không, bây giờ ta giết chết ngươi ngay. Có đúng như vậy không? Vậy ngươi thử một chút đi. Hạ Thiên cười một tiếng, nào, đến giết chết ta đi. Mẹ nó, nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Minh Cát hòa thượng quay đầu lại nói với hòa thượng mập mạp, Minh Khổ, ngươi lên đi, cho hắn biết sự lợi hại của Vân Tiên Tự chúng ta. Sắc mặt Nhiếp Tiểu Lý hơi thay đổi, bởi vì Minh Khổ hòa thượng cũng rất nổi danh trời sinh thần lực ở Hoàng Sơn. Nghe nói năm đó, hắn ta đã từng một quyền nện một tảng đá lớn thành hai nửa. Được, Minh Khổ hòa thượng cười hắc hắc, siết chặt nắm đấm, nói với Hạ Thiên, khí lực của ta có chút lớn, ngươi chịu đựng một chút đi. Nhưng ngươi yên tâm đi, chẳng mấy chốc ngươi sẽ chết. Hạ Thiên đứng không nhúc nhích, lười biếng nói, đừng nói nhảm, nào. Để ta xem ngươi có khí lực lớn bao nhiêu chứ. Bành. Minh Khổ hòa thượng cũng không phải người biết cái gì gọi là khách sáo. Hắn ta vận khí lực toàn thân đánh về phía Hạ Thiên. Nhưng, nắm đấm còn chưa đánh tới người Hạ Thiên, dưới chân bỗng nhiên nghiêng một cái, nắm đấm vọt đến người Minh Cát hòa thượng. Minh Cát hòa thượng giật mình kêu lên, cuống quýt nhảy đến bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh thoát được một quyền này. Một quyền nặng nề đánh vào một tảng đá lớn cao ngang người bên đường. Minh Khổ hòa thượng không ngăn cản được, ngã xuống mặt đất. Hắn ta vạn lần không nghĩ đến tảng đá kia đã bị nện thành hai nửa như vậy. Nhiếp Tiểu Lý không khỏi hít một hơi thật sâu. Nếu nắm đấm này đánh vào người, tuyệt đối sẽ đánh chết người. Này, Minh Khổ, người cố ý đúng không? Minh Cát hòa thượng tức giận đến mức thở hổn hển. Tiến lên đạp Minh Khổ hai cước, có phải ngươi muốn nhân cơ hội này giết ta, để ngươi làm đại sư huynh đúng không? Minh Khổ hòa thượng từ dưới đất bò dậy, phủi phủi cái mông, cũng không phản ứng Minh Cát, ngược lại chỉ vào Hạ Thiên, ngươi không phải đứng đó để cho ta đánh sao? Vì sao lại đạp ta? Ta không có đạp ngươi, là ngươi đi đường bất ổn thôi. Hạ Thiên cười nói, đánh rắm, mặt đất dưới chân ta rất ổn, nhất định vừa rồi là ngươi ngáng chân ta. Minh Khổ hòa thượng giận tím mặt, một lần nữa đánh tới Hạ Thiên, lần này, nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ trực tiếp đạp gãy chân của ngươi. Tuy nhiên, khi hắn ta còn cách Hạ Thiên khoảng một mét, dưới chân bỗng nhiên lảo đảo, cả người giống như heo bay ra ngoài, ngã theo tư thế chó đớp cứt. A, cứt chó, Minh Khổ hòa thượng vừa đứng lên, phát hiện trên mặt mình dính phải mấy thứ bẩn thỉu.
hắn ta ngửi ngửi một cái, lập tức buồn nôn đến phát ói. Hạ Thiên mỉm cười, ta nói các ngươi không nhất định ăn thiệt, nhưng nhất định sẽ ăn thứ khác. Tiểu tử ngươi đúng là có chút thủ đoạn, tuy nhiên, bây giờ ngươi chết chắc rồi. Minh Cát Hòa Thượng chăm chú nhìn cả nửa ngày. Mặc dù hắn ta hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết được tuyệt đối là Hạ Thiên đang dở trò quỷ. Mọi người cùng nhau xông lên, trước đánh cho hắn một trận, mặc kệ sống chết. Đám hòa thượng kia nghe được mệnh lệnh, quả nhiên đều vung vũ khí trong tay, hung hăng đánh tới Hạ Thiên. Bốp, bốp, bốp. Toàn bộ số vũ khí đều đánh trúng người Hạ Thiên, không chật một cái nào, chỉ là người phát ra tiếng kêu thảm lại không phải Hạ Thiên mà là Minh Cát Hòa Thượng. Con mẹ nó, mắt của ngươi bị mù sao? Minh Cát Hòa Thượng sờ cái đầu chọc bị sưng của mình, ngươi ở nơi đó, các ngươi đánh đầu ta làm gì? Đại sư huynh, chúng ta đánh hắn mà. Đúng vậy, tự nhiên ngươi chạy đến cản trở thế. Đám võ tăng kia cảm thấy có chút ủy khuất, không khỏi phân trần. Dám chó, Minh Cát Hòa Thượng chỉ vào đám sư đệ mà mắng, mấy người các ngươi muốn ăn đòn đúng không? Các ngươi cũng giống như tên béo kia, ngấp nghé vị trí đại sư huynh của ta. Này, nếu các ngươi không còn chiêu thức gì khác, bây giờ các ngươi cút hết cho ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta và vợ tiếp viên hàng không còn phải đến vườn trà, không rảnh để ý các ngươi đâu. Minh Cát Hòa Thượng lấy lại tinh thần, không tiếp tục mắng đám sư đệ của mình nữa, quay người lại nhìn Hạ Thiên, xem ra, người xác thực không đơn giản. Khó trách phương trượng muốn ta chú ý nhiều một chút, nếu không lấy ra bản lãnh thật sự, rất có khả năng lật thuyền trong mương. Ta cho các ngươi 10 giây, Hạ Thiên dường như không có hứng thú, nếu không thú vị. Các người cùng nhau đi ăn cứt chó đi. Hừ, bây giờ ta sẽ giết người chết. Minh Cát Hòa Thượng bỗng dưng hét lớn một tiếng, một luồng khí thức màu đen từ đan điền dâng lên, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, ánh mắt hiện lên sự rét lạnh, giống như ác quỷ trong địa ngục. Nhiếp Tiểu Lý nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hòa Thượng trong Vân Tiên Tự, đại đa số là tử đệ Nhiếp gia, số ít còn lại là cô nhi khác họ. Nhưng toàn bộ đều do Nhiếp Vân Hải đích thân bồi dưỡng. Minh Cát Hòa Thượng có thể đánh ra khí tức màu đen, nói rõ tổ tiên Nhiếp gia hơn phân nửa có liên quan đến ma tộc. Nào, tiếp thêm một quyền nửa của ta đi. Minh Cát Hòa Thượng múa xong quyền, dưới chân đạp xuống bộ pháp quỷ dị, chưa đến 3 giây đã đến trước mặt Hạ Thiên, đánh ra một chiêu song long xuất hải vào đan điền của hắn. Hạ Thiên đứng im không nhúc nhích, gương mặt cũng không có biểu hiện gì, giống như chỉ bị kiến cắn. Xem ngươi có thể chịu đựng đến khi nào. Minh Cát Hòa Thượng cười lạnh không thôi, song quyền với khí tức màu đen đánh vào cơ thể Hạ Thiên, lực sát thương quyền khí của ta vô địch, sau khi tiến vào cơ thể của ngươi, trong nháy mắt sẽ phá hủy ngũ tạng lục phủ của ngươi. Chỉ cần 10 giây, thất khiếu của ngươi sẽ chảy máu mà, a. À. Tên người chết này, cút sang một bên đi. Hạ Thiên không kiên nhẫn nổi nữa, tiện tay quạt bay tên Hòa Thượng kia. Minh Cát Hòa Thượng ngã xuống theo tư thế chó đấp cứt. Cùng nhau tiến lên hết đi, chơi chết hắn. Mấy võ tăng khác thấy vậy, không khỏi nhìn nhau, sau đó phóng đến Hạ Thiên. Hạ Thiên giống như đập ruồi, một bàn tay vung xuống, quạt bay toàn bộ. 7-8 Hòa Thượng đều bị quăng xuống đất, làm thành một vòng tròn, chính giữa là một bãi cứt chó nát như. A, à, ngươi dám sỉ nhục chúng ta. Minh Cát Hòa Thượng tức giận, nổi trận lôi đình. Không để ý đến việc lau đi cứt chó trên mặt và trên tay, nghiến răng mắng, chúng ta là Hòa Thượng Vân Tiên Tự, không giết chết ngươi, chúng ta còn mặt mũi nào lăn lộn ở Hoàng Sơn nữa. Không có mặt mũi lăn lộn thì chết đi tốt hơn. Hạ Thiên hờ hững nói một câu, thân hình như quỷ mị xuất hiện giữa đám Hòa Thượng. Vị tiểu hữu này, ngươi nên lưu lại một mạng cho bọn họ đi. Lúc này, từ đằng xa truyền đến một âm thanh già nua. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ban đầu không có ân oán, ngươi cũng không nhất thiết phải đuổi cùng giết tuyệt. Âm thanh già nua kia vừa dứt, một đạo sĩ già nua luộm thuộm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ngươi là ai? Hạ Thiên nhìn lão đạo sĩ, tại sao ta lại phải tha cho bọn họ? Lão đạo sĩ lôi thôi ho khan vài tiếng, sau đó giải thích với Hạ Thiên, nếu tiểu hữu không muốn tha, vậy ngươi nể tình lão đạo, tạm thời tha cho bọn họ một mạng đi. Vợ tiếp viên hàng không? Nàng biết ông ta không? Hạ Thiên quay sang nhìn Nhiếp Tiểu Lý, ông ta cũng là người Nhiếp gia các ngươi. Nhiếp Tiểu Lý nhìn lão đạo sĩ,
có chút do dự, Tứ Bá ra. Ha ha, là Tiểu Lý à? Lão đạo sĩ Lôi Thôi nhướng mày, ánh mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, mấy năm không gặp, người đã trưởng thành thành một thiếu nữ. Nghe nói tháng trước ngươi mới thi đậu đại học, tại sao ngươi không đi học mà lại đến đây? Gương mặt Nhiếp Tiểu Lý hiện lên sự phức tạp, chậm rãi giải thích, Tứ Bá ra, ta đã sớm tốt nghiệp đại học rồi. Sức khỏe của ông vẫn ổn chứ? Tốt nghiệp rồi, à, tốt, tốt. Lão đạo sĩ Lôi Thôi cười ha hả, sau đó lại hỏi, đúng đúng, người đã già, trí nhớ không còn tốt nữa. Mấy ngày trước, mẹ ngươi sai người đến báo với ta ngươi kết hôn. Tiểu tử này là chồng ngươi à? Quả nhiên tuấn tú, lịch sự, coi như không tệ. Ban đầu, Hạ Thiên có chút khó chịu, nghe xong, ngược lại hòa hoãn hơn không ít, lão đạo sĩ, nhìn ngươi, người ta cảm thấy rất chán ghét, nhưng ánh mắt đúng là không tệ, biết ta là chồng của vợ tiếp viên hàng không? Nể tình câu nói này của ngươi, ta không giết mấy tên ngu ngốc kia. Ngươi đúng là, Nhiếp Tiểu Lý nhìn Hạ Thiên, không nói nên lời, nhưng cũng không giải thích nhiều, chỉ nói với lão đạo sĩ Lôi Thôi, Tứ Bá ra, ta có chuyện quan trọng tìm ông. Được rồi, chúng ta đến vườn trà đi, ta đã sao một ít trà mới, chúng ta cùng nhau thưởng thức. Lão đại sĩ Lôi Thôi có chút cao hứng phất tay, sau đó dẫn Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý đến vườn trà, hoàn toàn không để ý đến đám hòa thượng kia. Minh Cát hòa thượng một chút cũng không lĩnh tình, đứng tại chỗ mà mắng, này, lão mũi trâu, ngươi làm bộ cái gì? Phương trưởng chúng ta hạ mệnh lệnh, tiểu tử này nhất định phải chết, sau đó mang Nhiếp Tiểu Lý về tự viện xử lý. Ha ha, Tam ca vẫn lỗ mãng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến đại họa. Lão đạo sĩ Lôi Thôi cười ha hả, chỉ tay vào Minh Cát hòa thượng, người trở về nói với Tam ca ta, hai người bọn họ uống trà chỗ của ta. Nếu ông ấy muốn gặp, ông ấy tự động đến vườn trà đi. Minh Cát hòa thượng lạnh giọng nói, đạo sĩ mũi trâu, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Nếu bần đạo không xen vào việc người khác, bây giờ ngươi đã là người chết rồi. Lão đạo sĩ Lôi Thôi châm chọc. Chỉ dựa vào hắn, Minh Cát hòa thượng một chút cũng không tin, vì đà sử trong tay chỉ Hạ Thiên, biểu hiện khinh thường, ta thừa nhận tiểu tử này có chút bản lãnh, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Minh Cát ta là đệ nhất võ tăng Vân Tiên Tự, sát chiêu chân chính còn chưa xuất ra. Hạ Thiên nhếch miệng, đừng chém gió nữa. Với chút bản lãnh đó của ngươi, ngươi chỉ khi dễ được người bình thường mà thôi. Cẩu thí! Minh Cát hòa thượng không chịu được sự sỉ nhục này, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, có ngon thì đừng dùng bằng môn tả đạo nữa, đường đường chính chính đánh với ta một trận. Nhiếp Tiểu Lý không khỏi giải thích thay cho Hạ Thiên, đúng là buồn cười. Thủ đoạn mà các ngươi dùng thì đúng sao? Hạ Thiên đánh bại các ngươi thì chính là bằng môn tả đạo. Ta dùng chính là Vi Đà Hàng Ma Sử, công pháp Phật môn chính tông. Hắn dùng công pháp gì, hắn dám nói ra sao? Minh Cát hòa thượng ngược lại hót như khiếu, một chút cũng không cảm thấy bản thân có lỗi. Đối phó đám tạp ngư các ngươi còn cần đến công pháp gì? Hạ Thiên khinh thường nhếch miệng. Minh Cát hòa thượng nổi trận lôi đình, hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi, để ngươi biết được sự lợi hại của Phật Gia Gia. Cút sang một bên, Hạ Thiên lười lãng phí thời gian trên người đám người này, một cước đạp bay hắn ta. Cả người Minh Cát hòa thượng biến thành đường vòng cung. Rất nhanh biến mất trong rừng rậm. Đại sư huynh, mấy tên hòa thượng còn lại mở to mắt, vô thức la hoảng lên. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã theo bước đại sư huynh, từng người bay lên bám vào cùng một nơi. Tiểu hữu có thể thủ hạ lưu tình, lão đạo xin cảm ơn. Lão đạo sĩ Lôi Thôi lại chắp tay với Hạ Thiên, cười nói, mặc dù những người này thường xuyên hoành hành bá đạo, nhưng thật ra không phạm phải ác nghiệt quá lớn. Bọn họ chỉ bị tam ca của ta mê hoặc mà thôi. Nếu có người hướng dẫn từng bước, bọn họ chưa chắc sẽ không thay đổi thành người tốt. Nhiếp Tiểu Lý có chút khó có thể lý giải, Tứ Bá ra, nếu ông biết bọn họ thường xuyên làm mấy chuyện khi nam phách nữ, vì sao ông lại không ngăn cản? Ta chỉ là một lão đạo sĩ bệnh hoạn nghèo khổ, bản thân lo cho mình đã không xong, nào có tư cách đi quản chuyện người khác. Lão đạo sĩ Lôi Thôi lắc đầu. Cảm thán nói, chỉ cần không xảy ra nhân mạng, bọn họ muốn làm gì, bần đạo sẽ xem như không nhìn thấy. Nếu ông không quan tâm, bọn họ sẽ càng lúc càng càn rỡ. Đến lúc đó, chỉ sợ không phải một hai nhân mạng đâu. Nhiếp Tiểu Lý thở dài,
Nàng không tán đồng cách xử thế của tứ bá gia, nhưng cũng có thể hiểu được tại sao ông lại làm như thế. Lão đạo sĩ lôi thôi cũng không trả lời, lưng còng lại chậm rãi bước về phía vườn trà, một lát sau mới quay đầu lại, a, người nói cái gì? Gần đây ta hơi bị nghĩnh ngáng, có chút nghe không được rõ cho lắm. Ta nói lão đầu, người tốt nhất đừng giả bộ trước mặt ta. Lỗ tai của ngươi vẫn còn rất tốt. Hạ Thiên lườm lão đạo sĩ một cái, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ, người có vấn đề hay không, ta liếc mắt một cái là thấy ngay. Ha ha, chê cười rồi. Lão đạo sĩ lôi thôi lắc đầu, không thể giả điếc, chỉ có thể giả ngu, đúng rồi, các ngươi đến vườn trà của ta để làm gì? Nhiếp Tiểu Lý thấy lão đạo sĩ chuyển chủ đề, đành phải gác sang một bên, chúng ta đến tìm tứ bá gia, chủ yếu là có hai chuyện. Một là liên quan đến Nhiếp gia, hai là liên quan đến vườn trà. Ồ, lão đạo sĩ lôi thôi sửng sốt một chút, quay lại nhìn Nhiếp Tiểu Lý, vườn trà có vấn đề gì chứ? Lão đạo vẫn thường xuyên kiểm tra mà. Lá trà của ngươi có vấn đề. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề, hoặc ngươi dở trò quỷ, hoặc ngươi biết ai dở trò quỷ nhưng không muốn nói. Lão đạo sĩ lôi thôi do dự một hai giây, sau đó chậm rãi đẩy cánh cổng vườn trà, dẫn Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý vào trong, nếu các ngươi không tin lão đạo, để ta dẫn các ngươi đến đó xem. Được, quấy rầy rồi. Nhiếp Tiểu Lý cũng không khách sáo. Trà ở đây thật sự quá quan trọng, không những là mệnh mạch của trên dưới nhà họ Nhiếp, hơn nữa còn ảnh hưởng đến danh dự trà Hoàng Sơn, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Lão đạo sĩ lôi thôi đến trước cửa phòng của mình, sau đó quay đầu lại dặn dò, các ngươi cứ kiểm tra vườn trà, tuyệt đối đừng đến chỗ giếng đan. Ở đó có người đặc biệt canh giữ, lão đạo ta cũng không nói được. Ai canh giữ ở đó thế? Nhiếp Tiểu Lý nghi hoặc hỏi, ta nhớ giếng đó bỏ hoang từ lâu rồi mà. Hiện tại, vườn trà đều được tưới bằng vòi phun tự động. Tộc lão phái người trông coi. Lão đạo sĩ lôi thôi chậm rãi nói, trong phạm vi mấy dặm giếng đan, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Nếu vườn trà thật sự có vấn đề, khả năng là do bọn họ lại thăm dò cái giếng. Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, không khỏi giật mình, thăm dò giếng. Chuyện này không phải phải được toàn tộc bỏ phiếu thông qua mới được làm sao. Hơn nữa còn phải xin chính quyền. Bọn họ đúng là to gan, dám tự mình thăm dò cái giếng. Nói được nửa câu, nàng bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, trong lòng dâng lên từng cơn ớn lạnh. Lão đạo đã gần đất xa trời, sinh tử cũng đã sớm coi nhạt. Lão đạo sĩ lôi thôi mỉm cười, nói với Nhiếp Tiểu Lý, nhưng có một số người càng già lại càng không muốn chết. Có không ít bậc đế vương, tướng quân xuất chúng, cao tăng chân nhân theo đuổi trường sinh bất tử, huống chi một đám người trần tục chứ. Nhiếp Tiểu Lý lập tức đưa ra quyết định, nói với Hạ Thiên, đi, chúng ta qua đó xem một chút. Các ngươi cẩn thận, nếu ra tay, nhớ gọn gàng một chút. Lão đạo sĩ lôi thôi nhẹ giọng nhắc nhở, cần quyết đoán mà không quyết đoán sẽ trở nên hỗn loạn. Nhiếp Tiểu Lý có chút không hiểu với lời nói trước sau mâu thuẫn của lão đạo sĩ, tứ bá gia, ngươi không phải không muốn gây ra nhân mạng sao? Bọn họ không thể xem là người. Lão đạo sĩ lôi thôi nói một cách đầy ý vị sâu xa. Ngươi không phải người. Nhiếp lão thái thái mở to mắt, hung hăng nhìn Ninh Nhụy Nhụy, ngươi dám ngăn con gái của ta đằng trước, ngươi quả thật quá xúc sinh. Là nàng ta tự xông đến, ngươi cũng là do ngươi giết, liên quan gì đến ta? Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng nói. Vừa rồi, khi hai người giao chiến, Ninh Nhụy Nhụy phát hiện Nhiếp Ngọc Dung vẫn luôn ngó chừng sau lưng nàng. Trong lòng đại khái đoán được nữ nhân này muốn đánh lén nàng, vì thế trong đầu đã nhanh chóng có một kế hoạch. Ninh Nhụy Nhụy cố tình để lộ sơ hở. Đầu tiên là để cho Nhiếp lão thái thái bắt được, sau lưng cũng để chống cho Nhiếp Ngọc Dung. Nhiếp Ngọc Dung làm sao bỏ lỡ cơ hội này? Nàng ta đang tìm cơ hội giết Ninh Nhụy Nhụy để tiêu mối hận trong lòng. Tâm niệm vừa động, tất nhiên không kềm nén được. Nàng ta lấy một cây chủy thủ đâm thẳng vào hậu tâm Ninh Nhụy Nhụy. Tiếp theo, Ninh Nhụy Nhụy nhắm lấy thời cơ, bán một sơ hở, để Nhiếp lão thái thái phản chế nàng, lập tức thi triển sát chiêu. Một khắc đó, Ninh Nhụy Nhụy sử dụng phiếu miểu bộ lách mình rời đi, để Nhiếp Ngọc Dung thay vào vị trí của nàng. Răng rắc, một tiếng giòn vang, Nhiếp Ngọc Dung ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị mẹ ruột của nàng bóp nát yết hầu. Cảnh giới của Ninh Nhụy Nhụy không tính là thấp, chỉ là kinh nghiệm tác chiến không đủ.
nhưng sau khi lịch luyện ở bí cảnh Quy Khư, tàn cảnh U Minh, nàng đã sớm xưa đâu bằng nay. Hơn nữa còn học được không ít chiêu thức của Hạ Thiên, đối phó địch nhân đích thật dư xài. Hai mắt Nhiếp Ngọc Dung trợn lên, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và không cam lòng, nhưng vẫn không cách nào thay đổi được vận mệnh nàng ta chết đi. Nhiếp Nhiếp, Nhiếp lão thái thái bi phẫn đan sen, lập tức tuôn ra sát ý ngập trời, hôm nay các ngươi đều phải chết, đừng mong thoát một ai. Tất cả đều phải chôn cùng với con gái của ta. Nàng ta là do ngươi giết, cho nên ngươi mới là người chôn cùng với nàng ta. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, chúng ta không quen không biết, không nên lôi chúng ta vào. Phốc 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 phốc, Nhiếp lão thái thái nghe xong, tức đến mức đánh mất lý trí, hai mắt đỏ bừng, há miệng phun ra bốn hạt táo, bắn về phía Ninh Nhụy Nhụy, Ninh Thụy Thần, Nhiếp Mụ Mụ và Nhiếp Tiểu Táo. Mẹ kiếp, Ninh Thụy Thần sợ đến chảy mồ hôi lạnh, lập tức nhào đến trước người Nhiếp Tiểu Táo và Nhiếp Mụ Mụ, dùng cánh tay trái đỡ được hạt táo đang bay đến. Mặc dù cánh tay trái của hắn ta đã được Hạ Thiên dùng ngân châm gia trì, nhưng nội tình của hắn ta lại quá móng, một lần đỡ lấy ba hạt táo, cánh tay gần như bị phế bỏ hoàn toàn. Lão thái bà này điên rồi, ngay cả cháu gái ruột của mình cũng không buông tha. Ninh Thụy Thần cố nén cơn đau, nói với Ninh Nhụy Nhụy tỷ, mau xử lý bà ta đi, nếu không, chúng ta sẽ chết đấy. Ninh Nhụy Nhụy cũng có cảm giác không ổn, xác thực cần tốc chiến tốc thắng. Nàng thì dễ rồi, cho dù lão thái bà này có nổi điên gấp 10 lần nàng cũng có thể ứng phó được, nhưng trước mắt còn có đến 3 người cần bảo vệ, điều này có chút nguy hiểm. Đi chết hết đi, chết hết đi. Nhiếp lão thái thái rơi vào trong điên dại, ánh mắt cũng không còn lý trí. Một luồng khí thức màu đen từ trong cơ thể tràn ra, hạt táo giống như súng máy từ trong miệng phun ra bên ngoài. Ninh Thụy Thần liên tiếp kéo Nhiếp Mụ Mụ và Nhiếp Tiểu Táo còn đang hôn mê đến một góc hẻo lánh, tạm thời tránh một chút. Im lặng cho ta, Ninh Nhụy Nhụy thoáng thả lỏng, máu nóng bốc lên, đôi chân dài quét ngang, đá thẳng vào miệng Nhiếp lão thái thái. A, à, Nhiếp lão thái thái hét thảm, răng trong miệng bị đá nát, chỉ là bà ta không chịu ngậm miệng lại, ngay cả răng nát cũng phun thẳng ra ngoài. Ninh Nhụy Nhụy tức giận không thôi, một tay nắm lấy cằm Nhiếp lão thái thái, sau đó đẩy lên, nuốt trở lại cho ta. A, à, Nhiếp lão thái thái kinh ngạc, hạt táo đang phun ra liên tục không thoát ra ngoài được, lập tức trôi ngược xuống bụng, trong nháy mắt đảo loạn lục phủ ngũ tạng, khiến bà ta đau đến tay chân quơ loạn xạ, cào vào mặt Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy thời cơ, lập tức một cước đạp bay lão thái thái ra ngoài. Phốc, quẹ, Nhiếp lão thái thái ngã lăn ra ngoài 4-5 mét, sau đó xoay người đứng lên, há miệng nôn ra nội tạng vụn nát, còn có máu đen. Có gì đó là lạ, Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy vũng máu đen, không khỏi cau mày. Nhiếp lão thái thái chậm rãi đứng dậy, khóe miệng còn lưu lại vết máu chưa lau, nở nụ cười thâm trầm, lão thân đã uống qua nước trường sinh tiên. Mặc kệ người đánh thế nào, giết thế nào, ta vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Thế giới này không tồn tại người không chết, Ninh Nhụy Nhụy lạnh nhạt nói. Lão thân đã sớm không phải người mà là bán tiên, Nhiếp lão thái thái cười lạnh, khí tức bên ngoài cơ thể càng lúc càng đậm. Vết thương dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại, Nhiếp gia chúng ta là hậu duệ tiên nhân truyền thừa, các ngươi chỉ là phàm nhân mà thôi. Các ngươi muốn đối kháng Nhiếp gia, đúng là không biết tự lượng sức mình. Hậu duệ tiên nhân, Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh không thôi, ta thấy hẳn là người của ma tộc. Bộ dạng quỷ quái của ngươi có điểm nào giống tiên, giống cái xác không hồn thì đúng hơn. Nhiếp lão thái thái cười khẩy, chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy, phàm nhân các ngươi làm sao mà hiểu được diệu dụng tiên nhân chứ? Diệu dụng, Ninh Thụy Thần không khỏi cười lạnh, loại phế vật vừa già vừa thối như ngươi, bị phàm nhân chúng ta đánh thành chó như thế, còn nổ cái gì là tiên nhân, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Bây giờ, để ta tiễn các ngươi về Tây Thiên, Nhiếp lão thái thái bỗng nhiên phát ra tiếng gào thét quỷ dị, bên trong cơ thể không ngừng bốc lên khí tức màu đen, đậm đến mức nhỏ xuống mặt đất. Tụ lại thành một bãi bùn đen, bùn uyên hắc triều, nuốt hết toàn bộ bọn họ cho ta. Nhiếp lão thái thái khoát tay, chỉ thấy đám bùn đen kia vung lên, lấm ta lấm tấm như giọt mưa đầy trời. Bốp, bốp, bốp. Mấy giọt bùn trong nháy mắt xuyên thủng chung quanh Ninh Thụy Thần, bàn, sàn nhà, vách tường. Rất nhanh, những lỗ thủng bằng kim tiêm đã bị bùn đen ăn mòn thành lỗ to bằng nắm tay.
những thứ bị ăn mòn hóa thành bùn đen, chảy trở lại bên người Nhiếp lão thái thái. Tỷ, bùn đen này thật lợi hại. Ninh Thụy Thần giật mình nói với Ninh Nhụy Nhụy, nếu cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng sẽ không kiên trì được bao lâu. Ninh Nhụy Nhụy đương nhiên cũng biết, nàng đang tìm sơ hở của đối phương. Trải qua nhiều cuộc chiến đấu với Hạ Thiên như vậy, nàng đã học được cách ứng đối, gần như trăm phát trăm trúng. Mặc kệ đối thủ mạnh đến cỡ nào, chiêu thức lòe loẹt ra sao, nếu người này mượn dùng là ngoại lực, mà không phải sức mạnh của bản thân, nhất định sẽ có sơ hở. Chỉ cần có thể bắt lấy sơ hở này, nàng có thể trực tiếp một kích giết địch. Khi Hạ Thiên đối chiến với cao thủ, nhìn thì rất uể oải, nhưng thật ra hắn luôn tìm sơ hở của đối phương. Sau khi tìm được, hắn xử lý đối phương mà không cần tốn nhiều sức. Nếu tìm không thấy, cũng chỉ có thể làm bừa. Trong tình huống bình thường, có rất ít người có thể khiến Hạ Thiên phải nghiêm túc xử lý. Nguyên nhân cũng nằm ở chỗ này. Hạ Thiên mạnh là mạnh thật sự, còn đối thủ của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều mượn lực từ chỗ khác. Bản thân Nhiếp lão thái thái chỉ là một lão nhân bình thường, sức mạnh phát ra hiển nhiên là nhờ luồng khí tức màu đen đó. Chỉ cần cắt đứt mối liên quan giữa hai cái này, tất cả vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Xem các ngươi có thể trốn được đến khi nào. Nhiếp lão thái thái cuồng thiếu không thôi, dường như rất hưởng thụ cảm giác mèo hí chuột này. Một lát nữa thôi, ta sẽ giết chết toàn bộ các ngươi trong bùn nguyên này, để các ngươi biến thành một vũng nước đen. Có như vậy mới tiêu được mối hận trong lòng ta. Nhiếp mụ mụ không cách nào hiểu được, tiểu táo là cháu gái ruột của ngươi, chẳng lẽ ngươi mặc kệ sống chết của con bé sao? Hừ, oát con này là do ngươi sinh ra, dính tiện khí trên người của ngươi, đã sớm không xứng với họ Nhiếp. Nhiếp lão thái thái lạnh giọng nói. Thân hình Ninh Nhụy Nhụy nhanh chóng lướt qua, dù tẩu chung quanh Nhiếp lão thái thái, một luồng hắc khí màu đen như một dòng nước đi sau lưng bà ta. Đừng lãng phí thời gian. Nhiếp lão thái thái cười gằn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn có thể phá được bùn nguyên hắc triều của lão thân sao? Đúng là buồn cười. Ai nói không thể? Ninh Nhụy Nhụy bỗng nhiên ngừng lại, thò tay vào ngực lấy kiếm hoàn, sau đó giữ lại trong lòng bàn tay, bây giờ ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Nhiếp lão thái thái khinh bỉ nói, trong tay ngươi cầm cái gì? Bom sao? Không phải, Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu. Cho dù là vậy, cũng vô dụng thôi. Biểu hiện Nhiếp lão thái thái cực kỳ khinh thường, bùn nguyên hắc triều có ném bom vào cũng thịt ngòi, không hề có chút tác dụng nào cả. Ánh mắt Ninh Nhụy Nhụy lộ ra ý cười nhàn nhạt, dĩ nhiên không phải bom rồi, chỉ là một thanh vũ khí mà thôi, nhưng đủ để đối phó với ngươi. Vũ khí, Nhiếp lão thái thái ngẩn người, hừ, giả thần giả quỷ, lão thân sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Người giả thần giả quỷ chính là ngươi. Ninh Nhụy Nhụy rót linh khí vào Lưu Vân Thiết Nhận, thanh kiếm bỗng nhiên tăng vọt mười mấy mét, xuyên thủng tâm phủ Nhiếp lão thái thái. Nhiếp lão thái thái quả thật có chút kinh ngạc, nhưng cũng không bối rối, lại là kiếm hoàn. Lão thân nhớ rõ môn kỹ thuật này đã sớm thất truyền, nhà đầu ngươi có được nó từ chỗ nào vậy? Ta không nói cho ngươi biết đâu. Ninh Nhụy Nhụy nhếch miệng, điều khiển Lưu Vân Thiết Nhận, giống như ngân xà cuồng vũ. Trong nháy mắt chém cơ thể Nhiếp lão thái thái đến thất linh bát lạc, rơi xuống mặt đất biến thành một vũng nước bùn màu đen. Hừ, chiêu này của ngươi vô dụng thôi. Nhiếp lão thái thái không khỏi nở nụ cười đắc ý, chỉ cần bùn nguyên hắc triều vẫn còn, cơ thể có nát bao nhiêu lần cũng có thể tụ lại. Ngươi làm gì cũng vô ích. Lời còn chưa nói hết, cơ thể đã bị chém vỡ. Ta đã nói rồi, vô dụng thôi. Nhiếp lão thái thái một lần nữa ngưng thực cơ thể. Đưa tay đánh ra mấy trăm điểm bùn đen, cùng nhau bắn về phía mặt Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy nhẹ nhàng lóe lên rồi tránh đi, Lưu Vân Thiết Nhận điên cuồng chém đến. Có làm bao nhiêu lần cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nhiếp lão thái thái hừ lạnh một tiếng, mấy ngàn điểm bùn đen bắn tung tóe về phía Ninh Nhụy Nhụy, dường như phong kín không gian chung quanh nàng. Đáng tiếc, vẫn không có tác dụng như cũ. Tốc độ này vẫn không nhanh bằng Ninh Nhụy Nhụy. Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy sử dụng phiếu miểu bộ chưa thuần thục nhưng đối đầu với Nhiếp lão thái thái vẫn không hề có áp lực. Hai người đấu với nhau 10 hiệp, Ninh Nhụy Nhụy đã có chút nhàm chán. Tỷ, người đang chơi hay là đang chiến đấu vậy? Ninh Nhụy Nhụy chỉ xuống mặt đất, nước bùn màu đen đã ngập đến đầu gối của hắn ta. Nhiếp mụ mụ và Nhiếp tiểu táo đang được hắn ta hai tay nâng hai bên, ngươi không xử lý bà già đáng chết này,
hoặc ba chúng ta sẽ trực tiếp biến thành hắc thủy, hoặc ta sẽ mệt chết ở chỗ này. Nhiếp lão thái thái cười lạnh, hừ, có thể trở thành một phần bùn nguyên hắc triều, đó chính là vinh hạnh suốt đời của các ngươi. Được rồi, thời cơ đã thành thục, Ninh Nhụy Nhụy mặt không thay đổi nhìn nhiếp lão thái thái, học theo giọng điệu của Hạ Thiên, chiêu này của ngươi vô dụng đối với ta. Nếu không có chiêu thức này khác, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tuổi trẻ bây giờ hay tự cho là đúng. Nhiếp lão thái thái cũng không kiên nhẫn, nếu ngươi đã tự tin như vậy, lão thân sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng, á. Lời còn chưa nói hết, Lưu Vân Thiết Nhận đã chém tới trước mắt, trực tiếp bổ nửa gương mặt của bà ta không còn thứ gì. Đã nói rồi, vô dụng, gương mặt nhiếp lão thái thái tràn ngập khinh thường. Trong lúc bà ta đang định dùng bùn đen khôi phục cơ thể, một tiếng rít vang lên, vết thương phun ra máu đỏ tươi tung tóe. Nhiếp lão thái thái kinh hoàng không thôi, liều mạng thúc giục bùn đen trở về. Nhưng đám bùn đen này lại không có cách tụ lại cơ thể của bà ta. Nước màu đen, máu màu đỏ, óc màu trắng giao cùng một chỗ, rung thành từng tiếng thét thê lương. Khóe miệng Ninh Nhụy Nhụy hơi nhếch lên, đây mới gọi là sống không bằng chết nè. Ngươi đã làm gì ta? Nhiếp lão thái thái rõ ràng cảm nhận được sinh cơ của mình đang tan biến. Bà ta vô cùng sợ hãi. Đối mặt với tử vong, bà ta càng thêm không cách nào khống chế được nước bùn đen kia. Ta chẳng làm gì cả, ngươi thua là vì ngươi luôn tự cho là đúng. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng thu hồi Lưu Vân Thiết Nhận, kiếm hoàn này của ta không phải phàm vật. Mỗi lần chém xuống, nó sẽ khiến cho mối liên hệ giữa ngươi và hắc thủy yếu đi một phần. Trước sau bao nhiêu lần, bản thân ngươi có nhớ được không? Nhiếp lão thái thái mở to mắt, miệng phun máu tươi, cả người sụp đổ, trong nháy mắt đã bị vũng hắc thủy hòa tan. Chỉ là vũng hắc thủy này không có biến mất, giống như có chân, nhanh chóng chạy vào trong chỗ tối. Muốn chạy, Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh một tiếng, lập tức đuổi tới. Đuổi một hồi, Ninh Nhụy Nhụy phát hiện có chút không ổn. Nàng nhớ đến vị quản gia tên Quý Thúc. Từ nãy đến giờ, nàng không thấy bóng dáng của ông ta đâu, không biết ông ta đang trốn ở chỗ nào. Biết chừng đâu sau khi nàng rời đi, ông ta lại gây bất lợi cho mẹ con Nhiếp Mụ Mụ thì sao? Nghĩ như vậy, Ninh Nhụy Nhụy lập tức dừng bước, quay người trở về phòng khách. Trong lúc Ninh Nhụy Nhụy đang do dự, một bóng người từ trong bóng tối lao thẳng đến chỗ của nàng. Ninh Nhụy Nhụy cũng không né tránh, trực tiếp giơ đôi chân dài của mình, đánh cho đối phương một kích thế đại lực trầm. Bành! Một cước này đá vào chính giữa, đối phương lập tức bay rớt ra ngoài, và đổ bức tường mới ngừng lại, sau đó rơi xuống đất. Ninh Nhụy Nhụy bước nhanh đến. Nàng nhìn kỹ, phát hiện người này chính là lão quản gia kia, không khỏi tự hỏi tại sao ông ta lại ở đây. Đã tiêu trừ tai họa ngầm, nàng cũng không cần quay lại phòng khách, tiếp tục đuổi theo khí tức màu đen còn sót lại. Nếu không thanh trừ sạch sẽ thứ đồ này, sớm muộn gì nó cũng sẽ xuất hiện nữa. Đến lúc đó nói không chừng sẽ phiền phức hơn. Ninh Nhụy Nhụy vẫn nhìn chằm chằm khí tức kia. Đáng tiếc, vừa rồi nàng không cẩn thận bị cắt đuôi, nhất thời mất đi tung tích của nó. Sao? Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy phát hiện tay lão quản gia chỉ vào một hướng. Ở tầng hầm, lão quản gia yếu ớt nói, nhanh. Thuận theo hướng ông ta chỉ. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy một cái nắp. Nàng bước đến mở cái nắp nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy một cái cầu thang kéo dài xuống phía dưới. Ngươi, khi Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn lão quản gia, trong đầu lóe lên mấy suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Lão quản gia cười thê thảm, người nhà lão chủ nhân thật ra đã sớm bị khí tức màu đen kia ăn mòn. Ta, Ninh tiểu thư có bản lãnh thắng được nó, hy vọng ngươi có thể giải cứu được Nhiếp gia. Dứt lời, ánh mắt của ông ta không còn thần thái, sau đó không còn tiếng động gì nữa. Đám rác rưởi này, biểu hiện của Ninh Nhụy Nhụy không khỏi có chút ảm đạm. Cũng không phải nàng đau lòng vì lão quản gia mà là khó chịu ma tộc đã biến con người thành công cụ. Nghiến răng, nàng không do dự nữa, vọt thẳng xuống cầu thang, dần dần biến mất trong bóng tối. Chấm. Vườn trà Vân Hương. Bọn họ không tính là người, hay là vốn không phải người. Hạ Thiên mỉm cười nói. Lão đạo sĩ Lôi Thôi chậm rãi bước vào phòng của mình, nhẹ nhàng ném lại một câu, ai biết được. Từ bá gia, nếu ông biết cái gì, ông có thể nói thẳng cho chúng ta biết, đừng úp mở như thế.
Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy đau đầu, vội nói với lão đạo sĩ Lôi Thôi, Nhiếp gia thối nát thành như thế, chẳng lẽ ông không muốn thay đổi tình huống sao? Thay đổi, lão đạo sĩ Lôi Thôi lấy một cái ghế nằm ra, sau đó nằm lên, thờ ơ nói, lão đạo ta là người sắp chết, tại sao lại phải hao hơi tổn sức làm cái việc không có kết quả chứ? Gương mặt Nhiếp Tiểu Lý hiện lên sự nghi ngờ, tứ bá gia, khi ta còn bé, ta thường xuyên nghe ông kể chuyện xưa của mình. Năm đó, ông không phải như thế này. Ngươi cũng đã nói là năm đó rồi mà. Lão đạo sĩ Lôi Thôi vẫn không dao động, các ngươi muốn làm cái gì cũng được, lão đạo ta không muốn để ý đến. Cùng lắm ta ở đây trông coi, không cho đám hòa thượng kia đến quấy nhiễu các ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không, nàng đừng khuyên nữa. Tinh thần của lão đầu nhi này đã bị người ta đánh vỡ, cho nên ông ta không còn can đảm làm chuyện gì nữa đâu. Vậy chúng ta đi, Nhiếp Tiểu Lý cũng không tiếp tục khuyên, cùng với Hạ Thiên đến chỗ sâu trong vườn trà. Đi được một lát, Hạ Thiên nói với Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không, nơi này không cần nhìn, chẳng có gì đặc biệt cả. Khí tức màu đen cũng không nghiêm trọng, chúng ta đến chỗ cái giếng đi. Ngươi nói khí tức màu đen, vì sao ta không nhìn thấy? Nhiếp Tiểu Lý hơi nghi hoặc. Nàng nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ vườn trà, lá cây xanh tươi tốt, nàng cũng không nhìn thấy khí tức màu đen gì cả. Hạ Thiên cười nói, vợ tiếp viên hàng không, mặc dù thể chất của nàng đặc biệt, nhưng tổng thể mà nói nàng vẫn là một phàm nhân, còn chưa khai khiếu, đương nhiên không nhìn thấy rồi. Thế làm sao mới có thể khai khiếu? Nhiếp Tiểu Lý hỏi tiếp. Vợ tiếp viên hàng không, nàng muốn khai khiếu sao? Vậy thì đơn giản rồi. Hạ Thiên nói, bây giờ ta sẽ giúp nàng khai khiếu. Đương nhiên, nếu nàng không để ý, ta sẽ giúp nàng tẩy tủy luôn. Nhiếp Tiểu Lý chớp mắt, yên lặng nhìn Hạ Thiên, hai cái khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau rồi. Hạ Thiên thành thật giải thích với Nhiếp Tiểu Lý, khai khiếu, là giúp cho linh khiếu trong cơ thể nàng được mở ra. Có như vậy, nàng mới có thể bắt đầu tu tiên, tương đương với luyện khí kỳ. Tẩy tủy chính là tẩy hết tạp chất trong cơ thể nàng ra ngoài. Đến lúc đó, nàng chẳng khác nào tiến một bước vào trúc cơ kỳ. Khi còn bé, Nhiếp Tiểu Lý chẳng qua chỉ cảm thấy mình đặc biệt. Từ trên xuống dưới nhà họ Nhiếp cũng có chút kỳ quái, nhưng cho đến nay, nàng vẫn không hề liên tưởng đến việc tu tiên hay ma tộc gì cả. Sau khi gặp được Hạ Thiên, chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi, Nhiếp Tiểu Lý cảm giác được cánh cửa thế giới mới đã mở rộng ra với nàng. Hạ Thiên mỉm cười nhìn Nhiếp Tiểu Lý, gương mặt tràn ngập chờ mong, vợ tiếp viên hàng không, ta đề nghị nàng tẩy tủy trước. Sau khi tạp chất bên trong cơ thể được thanh tẩy, nàng sẽ còn xinh đẹp hơn bây giờ gấp bội. Không được, ta muốn khai khiếu trước. Nhiếp Tiểu Lý suy nghĩ một chút, lập tức đưa ra quyết định. Ngươi không suy tính lại sao? Hạ Thiên có chút ngoài ý muốn, nói chỉ là khai khiếu, nàng vẫn là người bình thường, nhưng nàng vẫn có thể thổ nạp linh khí. Sau đó để luyện ra linh khí tinh thuần cho mình sử dụng. Quá trình này khá chậm, có khả năng nàng luyện 3-40 năm cũng không đột phá được. Ánh mắt Nhiếp Tiểu Lý càng thêm kiên định nhìn Hạ Thiên, ta muốn thử một lần. Nếu quả thật ta không có thiên phú, khi đó ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Được, vậy ta giúp nàng khai khiếu trước. Hạ Thiên ngược lại không quan trọng điều này. Hắn đương nhiên hy vọng cảnh giới ban đầu của nữ nhân hắn càng cao càng tốt. Như vậy khi song tu, hai bên sẽ đạt được lợi ích cao hơn. Tuy nhiên, xưa nay hắn không ép buộc nữ nhân của hắn phải làm theo ý hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không muốn. Ta cần phải làm gì? Nhiếp Tiểu Lý có chút khẩn trương. Hạ Thiên mỉm cười, giữa ngón tay trái lộ ra ngân châm, mấy chuyện khai khiếu này, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một châm là được. Vợ tiếp viên hàng không, nếu nàng sốc, nàng có thể nhắm mắt lại. Được. Nhiếp Tiểu Lý nhắm mắt, nàng đợi một hồi, cũng không thấy có kim nào châm vào người, ngược lại mặt còn bị người ta hôn một cái. Vợ tiếp viên hàng không, nàng đừng nhúc nhích, trước khi Nhiếp Tiểu Lý phát tác, Hạ Thiên cười nói một câu, nếu châm sai, vậy coi như vô ích. Nhiếp Tiểu Lý do dự một chút, sau đó quyết định đứng im không nhúc nhích. Chưa đến nửa giây, giọng nói của Hạ Thiên đã vang lên bên tai, được rồi. Như vậy là xong. Nhiếp Tiểu Lý có chút chần chừ, nàng chậm rãi mở mắt, cảm giác như không có gì thay đổi, người đã châm chưa?
ta châm kim rất nhanh, nàng không cảm thấy cũng là chuyện bình thường. Hạ Thiên lộ ra ngân châm giữa ngón tay, sau đó thu vào. Nhiếp Tiểu Lý đưa mắt nhìn chung quanh, ban đầu, đích thật không có thay đổi gì, nhưng chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt lập tức có thay đổi cực kỳ vi diệu. Giữa rừng núi, vô số khí tức giống như nước lưu động, lại giống như gió tự do bay đi. Khí tức này rõ ràng trong suốt, bình thường chỉ có thể dùng tay, dùng cơ thể cảm nhận, nhưng bây giờ nàng lại có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Tốt, cảm thấy thật kỳ diệu, Nhiếp Tiểu Lý mừng rỡ. Cảm giác này thật sự quá mỹ diệu, có ý vị siêu thoát phàm nhân, khiến nàng kích động không thôi. Hạ Thiên nói, vợ tiếp viên hàng không, thật ra, sau khi tẩy tủy, cảm giác của nàng sẽ còn tốt hơn lúc này. Nàng có muốn thử không? Không, Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, nếu cảm giác sau khi tẩy tủy còn tốt hơn cái này, ta cũng không hy vọng nó đến nhanh như thế. Bây giờ đã đủ cho ta tiêu hóa một khoảng thời gian rồi. Hạ Thiên mất hứng, như vậy, lúc nào chúng ta mới có thể song tu chứ? Song tu, Nhiếp Tiểu Lý ngẩn ra, là có ý gì? Chính là ý song tu, Hạ Thiên nghiêm túc trả lời. Nhiếp Tiểu Lý vẫn không hiểu, là sao? Vợ tiếp viên hàng không, chẳng lẽ nàng không đọc tiểu thuyết sao? Hạ Thiên thuận miệng giải thích, trong những tiểu thuyết võ hiệp hay có, hoặc một số phim truyền hình tiên hiệp khó coi muốn chết cũng có. Vợ tiểu y y rất thích xem. Ta xưa nay không đọc tiểu thuyết, cũng không xem phim truyền hình. Nhiếp Tiểu Lý vẫn mờ mịt như cũ, song tu này lợi hại lắm sao? Hạ Thiên vô cùng nghiêm túc gật đầu, rất lợi hại. Vợ tiếp viên hàng không, nàng nhất định phải thử một chút. Ồ, vậy để ta chọn thời điểm nào đó để thử. Nhiếp Tiểu Lý vẫn không thể nào hiểu được, nhưng nàng cũng biết trước mắt nhất định không phải là thời cơ để nghiên cứu. Vợ tiếp viên hàng không, thứ này không thử một người được đâu. Hạ Thiên mỉm cười chỉ vào mình, nàng phải thử cùng với ta, không thì làm sao gọi là song tu được. Dù sao Nhiếp Tiểu Lý cũng là người thông minh, nghe xong, rốt cuộc cũng có chút hiểu ra Hạ Thiên đang nói cái gì. Hạ Thiên trêu đùa, chà, nàng đỏ mặt rồi kia. Mau cho ta nhìn xem. Ngươi đúng là lưu manh. Nhiếp Tiểu Lý tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên, khó trách Ninh tỷ tỷ lại bảo ta cẩn thận. Quả nhiên ngươi nghĩ chẳng có chuyện gì tốt. Hạ Thiên cải chính, ta nghĩ chính là chuyện tốt. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nhiếp Tiểu Lý cuối cùng cũng biết vì sao Ninh Nhụy Nhụy lại thường xuyên nhắc nhở nàng, chúng ta đến xem cái giếng trước đi. Khí tức màu đen ở đó xác thực rất đậm, gần như bay lên bầu trời. Hạ Thiên nhếch miệng, vợ tiếp viên hàng không, nàng chuyển sang chủ đề khác nhanh nhỉ. Không phải mà, ta đã đồng ý yêu cầu của ngươi, sau đó ở đây, sao? Nhiếp Tiểu Lý đỏ mặt, cố nén cảm giác xấu hổ, trừng mắt với Hạ Thiên. Hạ Thiên chăm chú suy nghĩ, sau đó gật đầu nói, vợ tiếp viên hàng không, nếu nàng vội như thế, cũng không phải là không thể. Ta có thể tạo ra kết giới, người khác sẽ không nhìn thấy chúng ta, cũng không quấy rầy chúng ta. Nhiếp Tiểu Lý. Hai vị nhìn thoải mái nhỉ, các ngươi đến dạo chơi ngoại thành nói lời yêu đương sao? Lúc này, một âm thanh có phần không hài lòng vang lên. Ngươi là ai? Nhiếp Tiểu Lý đưa mắt nhìn, phát hiện có người đang nằm trên cây trà, đè bẹp lá mầm, ngươi lập tức xuống ngay cho ta. Trà đã bị ngươi đè hỏng hết rồi. Trà nơi này nhiều như thế, hỏng một hai cây có vấn đề gì đâu. Người kia khoát tay, lơ đễnh nói. Ta bảo ngươi xuống, Nhiếp Tiểu Lý cau chặt chân mày, lớn tiếng quát, nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Người kia vẫn thờ ơ. Một giây sau, cả người hắn ta không chút dấu hiệu bay lên, sau đó lăn mười mấy mét giữa hai hàng trà, khi đó mới ngừng lại được. Xinh đẹp mà tính tình dữ quá, đúng là hiếm thấy. Người kia chậm rãi bỏ dậy, tiện tay lau sạch vết bùn trên mặt, cười nói, có việc gì thì cứ nói, cần chi phải động tay động chân. Hạ Thiên lười biếng nói, ta thấy tên ngu ngốc người muốn ăn đòn, không đánh thì không thể nào hiểu được tiếng người. Người nói rất có lý. Người kia chậm rãi duỗi lưng, sau đó ngáp một cái, tinh thần vẫn không phấn chấn nổi, tuy nhiên, vừa lúc có thể giúp ta tỉnh táo lại, tránh cho ngủ quá nhiều, như vậy sẽ hỏng việc. Rốt cuộc ngươi là ai? Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, ngươi tuyệt đối không phải người Nhiếp gia, tại sao ngươi lại xuất hiện ở vườn trà Nhiếp gia chứ? Người kia cười hắc hắc, chỉ vào Nhiếp Tiểu Lý mà nói,
vị mỹ nữ kia, ngươi hãy dùng đầu óc của mình suy nghĩ cho thật kỹ, nếu ta không phải người Nhiếp gia, tại sao ta lại ở trong vườn trà Nhiếp gia? Đương nhiên người Nhiếp gia mời ta đến rồi, đúng là ngu ngốc. Bốp, vừa mới nói xong, trên mặt người này đã chịu một bạt tai. Mẹ kiếp, ngươi không xong với ta đâu. Người kia căm tức nhìn Hạ Thiên, mắng to, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh ta đấy. Hạ Thiên trả lời, đúng, là ta đánh đấy, ai bảo ngươi dám nói vợ tiếp viên hàng không ngu ngốc. Từ này chỉ ta mới có thể nói, những người khác không xứng nói. À, người kia mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn Hạ Thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên Vương lão tử sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi, Thiên Vương lão tử là gì? Cuồng, đúng là cuồng, cuồng đến không biên giới. Người kia nhìn Hạ Thiên, nhếch môi mỉm cười. Không hổ danh là nam nhân mang chữ thiên, ngưu bức giống như ta vậy. Đừng lôi kéo ta đứng cùng đám ngu ngốc các ngươi. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói. Xem ra, ngươi không có ở Võ Công Sơn bao lâu. Người kia có chút tiếc nuối lắc đầu, sau đó tự giới thiệu mình, ta tên Hoàng Thiên Thư, đến từ Võ Công Sơn, cứu cứu ta là thánh thủ môn Thịnh Kỳ Dương, không biết ngươi có ấn tượng không? Hạ Thiên nói, có ấn tượng hay không quan trọng lắm sao? Xưa nay ta không lãng phí tinh lực trên người đám ngu ngốc. Nói cũng đúng, Hoàng Thiên Thư nhẹ gật đầu, tuy nhiên, ân oán phải nói cho rõ ràng. Nếu không, chờ ngươi chết, ngươi đến chỗ Diêm Vương ra tố cáo ta, như vậy cũng không tốt. Nhiếp Tiểu Lý nghe được manh mối bên trong, liền hỏi Hạ Thiên, hắn ta là cửu nhân của ngươi. Cửu nhân thì không phải. Hạ Thiên một chút cũng không thèm để ý, ta chẳng biết hắn ta là Trương Tam Lý Tứ xuất hiện từ chỗ nào. Nói là cửu nhân, đoán chừng cố tình đến dính ánh sáng của ta. Nhiếp Tiểu Lý gật đầu. Hạ Thiên, người đúng là không coi ai ra gì. Hoàng Thiên Thư xoa mặt, cố gắng đè nén cơn nóng giận trong lòng, ta không ngại nói cho người biết. Ban đầu, ta đã cắt đứt mọi quan hệ với bên kia, vẫn luôn bế quan tu hành ở Hoàng Sơn. Tuy nhiên, thời gian trước ta nhận được thư nhà, nói cứu cứu chết rồi. Thánh thủ môn bị Trác gia nắm trong tay. Nói xong, Hoàng Thiên Thư cười ha hả, chậm rãi bước đến chỗ Hạ Thiên, ta tìm người hỏi thăm, ai cũng nói là do một người tên Hạ Thiên làm. Ta và Thịnh Kỳ Dương không thân, ông ta chết trong tay ai cũng chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng ngươi đã đến Hoàng Sơn, vậy thì khác, bởi vì đây là thế giới của ta. Ngươi nói cái quỷ gì thế? Nhiếp Tiểu Lý phản bác, nơi này là vườn trà Nhiếp gia, là địa giới Nhiếp gia, địa giới của người Hoàng Sơn, có liên quan gì đến ngươi đâu. Nhiếp Tiểu Thư, đừng nóng giận. Hoàng Thiên Thư khoát tay, đánh vào miệng mình một cái, là ta nói sai, nhưng nói thế nào, ta cũng là ẩn tu của Hoàng Sơn, bảo vệ Hoàng Sơn nghĩa bất dung từ. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, không phải ngươi lấy tiền Nhiếp gia nên làm việc cho Nhiếp gia sao, cần chi phải nói nhảm nhiều như vậy. Đúng, Hoàng Thiên Thư gật đầu, Nhiếp Vân Thiên Nhiếp lão gia hỏa đã cho ta 100 vạn đô la, bảo ta giải quyết ngươi ở đây. Nếu không giải quyết được, đầu của ta sẽ giao cho các ngươi. Nhiếp Tiểu Lý cau mày, nàng đã đánh giá thấp gia gia của nàng. Ban đầu, nàng tưởng rằng còn có chỗ để đàm phán. Bây giờ xem ra, đối phương đã sớm nghĩ kỹ hậu chiêu, thậm chí còn đích thân đi mời cao thủ. Muốn đánh thì nhanh một chút. Đừng chậm trễ thời gian của ta và vợ tiếp viên hàng không. Hạ Thiên hờ hững nói. Hoàng Thiên Thư giống như nghe không hiểu Hạ Thiên nói gì, vẫn phối hợp như cũ, giết ngươi vừa có thể nhận được tiền, vừa khiến cho Thịnh gia Võ Công Sơn tiếp nhận ta lần nữa, cớ sao lại không làm. Thật ra, điều này cũng không thể trách ta, muốn trách chỉ có thể trách vận mệnh. Ngươi đến Hoàng Sơn, vừa lúc để cho ta biết, lại có người xuất tiền, là ông trời không muốn để ngươi sống sót. Bành! Cả người Hoàng Thiên Thư bay rớt ra ngoài, cây mười mấy mét mới ngừng lại. Ngươi chỉ có một chiêu này thôi sao? Hoàng Thiên Thư nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt đất, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hạ Thiên, quả đấm của ngươi không hề có lực sát thương gì cả. Chút bản lãnh đó làm sao giết được cứu cứu của ta? Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi muốn biết? Đúng, rất muốn, ngươi không ngại thử một, a. Lời còn chưa nói hết. Hoàng Thiên Thư bỗng nhiên phát ra tiếng chu như heo bị chọc tiết. Nhiếp Tiểu Lý bị tiếng kêu thảm thiết này dọa nhảy dựng một cái. Ngươi cứ chậm rãi hưởng thụ đi. Ngân châm giữa ngón tay Hạ Thiên trực tiếp đâm thẳng vào cơ thể của Hoàng Thiên Thư.
ngươi cho rằng đánh bại Hoàng Thiên Thư ta dễ lắm sao? Hoàng Thiên Thư hét lớn một tiếng, cố nén cơn đau, thúc giục linh khí bên trong cơ thể. Chỉ thấy làn da toàn thân trên dưới của hắn ta phồng lên từng chút một, giống như có ai đó đang bơm hơi vào người. Huyết mạch và kinh mạch cũng bộc phát, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Ăn của ta một quyền đi. Hoàng Thiên Thư nghiến răng, song quyền mang theo tiếng gió hú cuồn cuộn, phá không mà đến. Không ăn, biến đi. Hạ Thiên tùy ý đánh ra một bàn tay. Quyền trưởng song giao, kình phong bốn phía. Trong không khí vang lên tiếng nổ lốp bốp, mặt đất chung quanh hai người cũng rạn nứt trong nháy mắt. Vẫn chưa xong đâu, để ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Tơ máu dày đặc trong mắt Hoàng Thiên Thư nhiều đến mức mắt như muốn nứt ra. Một khí tức màu đỏ từ trong cơ thể của hắn ta tràn ra ngoài. Hạ Thiên nhìn luồng khí tức này, ngược lại hào hứng, ngươi xem như may mắn, không bị sát khí ô nhiễm. Đáng tiếc tu vi quá thấp, cút sang một bên cho ta. Nói xong, Hạ Thiên chậm rãi nhấc chân đá vào mặt Hoàng Thiên Thư. Phốc! Hoàng Thiên Thư phát nổ, miệng phun máu tươi, ầm ầm ngã xuống đất. Không thể nào, Hoàng Thiên Thư trợn tròn mắt, ánh mắt tràn ngập không cam lòng, ta bỏ rơi vợ con đến Hoàng Sơn khổ tu 20 năm nhưng vẫn không sánh bằng một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi. Ông trời đúng là bất công. Hạ Thiên lười biếng nói, người không sánh bằng ta nhiều lắm. Ngươi xếp hàng đoán chừng xếp đến mặt trăng đấy. Đáng tiếc, Hoàng Thiên Thư chậm rãi bò lên, sau đó quỳ xuống trước Hạ Thiên, cúi đầu nói, ta thua, ngươi cứ việc cầm lấy đầu của ta. Đầu óc của ngươi có bệnh, Hạ Thiên nhìn cũng chẳng muốn nhìn, chẳng dùng được cái gì. Nhiếp Tiểu Lý cũng nói, chúng ta cần đầu của ngươi để làm gì đâu. Được, Hoàng Thiên Thư lạnh lùng nói, nhận thua, ta có thể đáp ứng ngươi ba chuyện, xem như đổi lấy cái mạng chó này. Không hứng thú, Hạ Thiên bĩu môi. Nhiếp Tiểu Lý ngược lại cảm thấy điều kiện này có thể chấp nhận được. Nàng nói với Hạ Thiên, hắn ta nói thế nào cũng lợi hại hơn so với người bình thường. Nếu giết thì lãng phí quá, nếu không, để hắn ta thay chúng ta làm một số việc. Hạ Thiên hoàn toàn không thèm để ý, vợ tiếp viên hàng không, tên ngốc này cứ giao cho nàng xử trí. Tuy nhiên, hắn ta có phải cố ý hay không? Nếu chẳng may hắn ta đâm sau lưng chúng ta một đao thì làm sao? Nhiếp Tiểu Lý có chút lo lắng. Vợ tiếp viên hàng không, nàng yên tâm đi. Hạ Thiên trấn an, ta có lưu lại một cây ngân châm trong cơ thể của hắn ta. Hắn ta không có khả năng phản kháng. Nghe xong, Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy yên tâm. Nàng nói với Hoàng Thiên Thư, ngươi nói mặc cho chúng ta xử lý, tốt nhất nói lời giữ lời. Đương nhiên, Hoàng Thiên Thư ta khác thì không dám nói. Nhưng tuyệt đối nói lời sẽ giữ lấy lời. Hoàng Thiên Thư đáp. Nhiếp Tiểu Lý nói, bây giờ ngươi đến biệt thự giữa sườn núi đi. Ngươi hẳn biết biệt thự của gia gia ta là cái nào chứ? Biết, Hoàng Thiên Thư thản nhiên nói, trong biệt thự đó, ông ta chuyển cho ta 100 vạn. Tiền này, ta sẽ trả trở lại. Nhiếp Tiểu Lý nói, về sau, nhiếp gia sẽ do ta quyết định. Ngươi cứ giữ lại số tiền đó đi, xem như thù lao ta trả cho ngươi. Chuyện mà ta muốn ngươi làm cũng rất đơn giản. Ngươi đến biệt thự tìm mẹ và em gái ta, sau đó bảo vệ bọn họ. Tốt nhất đừng để bọn họ bị tổn thương. Đương nhiên, ngươi cũng phải nghe theo sự phân phó của bọn họ. Được, Hoàng Thiên Thư không chút do dự, chỉ một chuyện này thôi sao? Cho dù bây giờ ngươi bảo ta đi làm thịt Nhiếp Vân Thiên, ta cũng sẽ làm được cho ngươi. Không cần, Nhiếp Tiểu Lý trực tiếp từ chối, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện ta dặn dò là được. Được rồi, Hoàng Thiên Thư đứng dậy, sau đó rời khỏi vườn trà. Sau khi Hoàng Thiên Thư đi rồi, Nhiếp Tiểu Lý vẫn còn chột dạ, hắn ta thật sự không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên sẽ không. Hạ Thiên thành thật nói, châm pháp của ta tuyệt đối không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vợ tiếp viên hàng không, nếu nàng không tin, ta có thể châm thử cho nàng, cam đoan nàng không dám chống lại mệnh lệnh của ta đâu. Khốn kiếp! Lại có một âm thanh không hài lòng vang lên, nếu có châm pháp thần kỳ như vậy, người đã sớm chinh phục thế giới, còn cần lang thang ở đây sao? Ta hoàn toàn không có hứng thú chinh phục thế giới, hơn nữa cũng chẳng có gì khó. Hạ Thiên tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết có người ở bên cạnh quan sát, cho nên biểu hiện cũng khá hời hợt. Nhiếp Hồng Phi, tại sao ngươi lại ở đây?
Nhiếp Tiểu Lý nhìn người đến, cảm giác tình thế không thể đơn giản hơn. Ta đương nhiên cố ý ở đây chờ các ngươi rồi, Nhiếp Hồng Phi lạnh lùng nói. Nhiếp Tiểu Lý hỏi tiếp, thế sát thủ vừa rồi là do ngươi sắp xếp? Đúng, Nhiếp Hồng Phi gật đầu, tuyệt không kiêng kỵ, là gia chủ phân phó, sau đó ta bỏ ra trọng kim mời đến. Lời mời giúp đỡ rất nhiều, cho nên các ngươi nên yên tĩnh một chút đi. Ngươi giống như đang kể chuyện cười vậy. Nhiếp Tiểu Lý cười lạnh, lập tức phản bác, giống như các ngươi đang cố tình gây sự. Ban đầu, ta chỉ muốn thoát khỏi Nhiếp gia, thu được tự do mà thôi. Kết quả, các ngươi lại trói em gái và mẹ của ta, buộc ta phải gả cho Chiêm gia, làm thẻ đánh bạc để các ngươi thu được lợi ích. Vì lợi ích của toàn gia tộc, hy sinh một hai người không thể bình thường hơn. Biểu hiện Nhiếp Hồng Phi khá lạnh nhạt, cũng không cảm thấy hành động này có vấn đề gì, huống chi, Chiêm gia cũng là gia đình phú quý. Người gả vào đó, ít nhất cơm áo không lo, tuyệt đối sống cuộc sống khoái hoạt. Nhiếp Tiểu Lý nghe luận điệu này muốn buồn nôn, mắng to, ta là người, không phải công cụ của các ngươi. Ta có lý tưởng và truy cầu của mình, dựa vào cái gì mà các ngươi dùng bốn chữ cơm áo không lo để định nghĩa hạnh phúc chứ? Cơm áo không lo không tốt sao? Nhiếp Hồng Phi cảm thấy khó mà hiểu được, người có biết trên thế giới này có bao nhiêu người ngay cả cơm ăn cũng không đủ no không? Người có biết trên thế giới này thậm chí có bao nhiêu người không có quần áo để mặc không? Người còn mặt mũi nói ra những lời này, người quả nhiên là bạch nhãn lang. Nhiếp Tiểu Lý giận sôi lên khi nghe loại logic này. Vợ tiếp viên hàng không, tên ngốc này đang trộm đổi khái niệm, nàng không cần phải nói nhảm với hắn ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với Nhiếp Hồng Phi, người thích cơm áo không lo, chỉ bằng ta biến ngươi thành heo. Như vậy, ngươi có thể chân chính lĩnh giáo cái gì gọi là cơm áo không lo. Nhiếp Tiểu Lý rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, lạnh giọng nói, ngươi nói đúng, trên thế giới xác thực có người ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Nếu như ngươi đã quan tâm như vậy, vì sao ngươi không quyên góp hết gia sản của mình ra ngoài? Ngươi nên đến cơ quan từ thiện làm việc, bản thân có thể giúp cho bọn họ thoát nghèo. Dựa vào cái gì? Nhiếp Hồng Phi trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, gần như thốt lên, tại sao ta lại phải giúp đám quỷ nghèo ti tiện đó? Nói xong, hắn ta phát hiện không ổn, biết mình chúng phải đòn tâm lý của Nhiếp Tiểu Lý, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Nhiếp Hồng Phi cũng lười duy trì thái độ hiền lành, bộc lộ bản tính của mình, người sinh ra ở Nhiếp gia, ăn của Nhiếp gia, ở của Nhiếp gia. Vì Nhiếp gia, cho dù chết đi, người cũng nên nghĩa vô phản cố. Bây giờ ngươi còn dám phàn nàn, ngươi và mẹ của ngươi đều là bạch nhãn lang, đúng là đáng chết. Đối với lời nói nhảm này, Nhiếp Tiểu Lý thậm chí chẳng muốn phản bác, chỉ hỏi ta và Hạ Thiên muốn đến chỗ giếng đan để xem. Nếu ngươi không có chuyện gì khác, tốt nhất ngươi nên biến đi. Nếu không, ta sẽ không nhịn được mà đánh ngươi đấy. Giếng đan là cấm địa Nhiếp gia chúng ta, không có mệnh lệnh của gia chủ, ai cũng không được phép đến gần. Nhiếp Hồng Phi gạt suy nghĩ chiếm tiện nghi sang một bên, nói thẳng, cho nên, các ngươi không cần đi. Nhiếp Tiểu Lý không tiếp tục phản ứng hắn ta nữa, cùng với Hạ Thiên đến chỗ giếng đan. Này, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Nhiếp Hồng Phi giận tím mặt, tiến lên ngăn cản Nhiếp Tiểu Lý, giếng đan là cấm địa, không có sự cho phép của gia chủ, ai cũng không được phép đến gần. Nhiếp Tiểu Lý nhìn biểu hiện khẩn trương của Nhiếp Hồng Phi. Lại càng muốn đi xem cho rõ ngọn ngành, ta nhớ nơi này trước kia là địa điểm du lịch, giếng đan cũng bị vô số khách du lịch xem qua, từ lúc nào biến thành cấm địa vậy? Vườn trà là sản nghiệp của Nhiếp gia chủ nói nơi này là cấm địa thì nó là cấm địa. Nhiếp Hồng Phi cũng không hoảng hốt, giải thích hơn nữa, bắt đầu từ 3 năm trước, nơi này đã đóng lại, không mở cửa cho người ngoài. Bởi vì giếng đan đang xảy ra vấn đề, các tộc lão đang xử lý. Xảy ra vấn đề gì? Nhiếp Tiểu Lý truy hỏi. Ánh mắt Nhiếp Hồng Phi hiện lên sự cảnh giác, điều này không nhọc ngươi quan tâm. Nếu ngươi có ý kiến, không ngại về nhà chờ một ngày. Sáng mai gia chủ trở về, đến lúc đó có chuyện gì ngươi có thể tìm gia chủ. Chính vì ông ấy không có ở đây, cho nên ta càng muốn đến nơi đó để nhìn xem. Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng nói, nếu không, đoán chừng nơi này muốn nhìn cái gì cũng không được. Tiểu Lý. Ngươi đừng hành động theo cảm tính. Nhiếp Hồng Phi thuyết phục, giếng đan không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Bây giờ, trên người ngươi đang quấn phiền phức,
tốt nhất nên ở nhà tu tĩnh. Gia chủ trách phạt cũng sẽ nhẹ hơn một chút, nếu ngươi không phục, ngươi có thể đến biệt thự sườn núi tìm gia chủ lý luận. Chuyện giếng đan không liên quan gì đến ngươi, ngươi đừng nên xen vào. Hậu quả ngươi không thể thừa nhận được. Nhiếp Tiểu Lý không bị lời nói suông này hù dọa. Ngươi không sợ chết, Nhiếp Hồng Phi bỗng nhiên nhấn mạnh, vừa cảnh cáo vừa uy hiếp, nếu mẹ ngươi, còn có em gái ngươi, đại ca ngươi vì sự lỗ mãng của ngươi lần này mà bỏ mạng, ngươi không hối hận sao? Hạ Thiên cười nói, vợ tiếp viên hàng không, nàng muốn làm gì thì làm, không cần cân nhắc lời nói của tên ngu ngốc này. Có ta ở đây, người nhà của nàng sẽ không có việc gì đâu. Ngươi thật sự coi mình là thần tiên sao? Nhiếp Hồng Phi cười lạnh, khinh thường nhìn Hạ Thiên, nội tình Nhiếp gia vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, không phải phàm nhân như ngươi có thể theo dõi. Ngươi đừng tưởng rằng mình có chút bản lãnh, biết chút y thuật thì có thể vô địch thiên hạ. Nên biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi chẳng qua chỉ là một con sâu kiến không có ý nghĩa dưới quần phong mà thôi. Nói như vậy mới hợp khẩu vị. Hạ Thiên nhếch miệng, cũng chỉ những kẻ ngớ ngẩn tự cho mình hơn người một bậc mới có thể nói giống nhau như đúc, cũng có thể nói không kém chút nào. Nhiếp Tiểu Lý cực kỳ khó chịu với thái độ cao cao tại thượng của Nhiếp Hồng Phi, lạnh giọng nói, coi người khác là sâu kiến, các ngươi thì cao quý. Khó trách lại xem tộc nhân như công cụ để sử dụng. Ta lười nói nhảm với các ngươi. Tóm lại, các ngươi không thể đến giếng đan. Nếu không, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Nhiếp Hồng Phi tự biết mình không thể thuyết phục được hai người trước mắt, đành phải chuyển sang uy hiếp, dám bước vào gần giếng đan nửa bước. Các ngươi, bao gồm người nhà của các ngươi đều sẽ bị tộc lão truy sát đến cùng. Hạ Thiên khó chịu nhếch miệng, mặc dù uy hiếp này đối với ta cũng không bằng cái rắm, nhưng ta từ trước đến nay chán ghét người khác uy hiếp ta và nữ nhân của ta. Hừ, đây không phải là uy hiếp mà là thông báo. Nhiếp Hồng Phi lạnh lùng, trịnh trọng nhấn mạnh, tộc lão đáng sợ như thế nào, Nhiếp Tiểu Lý ngươi hẳn biết rất rõ. Cho nên, ngươi đừng tiến về phía trước nữa. Nhiếp Tiểu Lý đã sớm quyết định chủ ý. Lúc này, nàng chậm rãi nói, trước kia, ta đã nhường bộ qua rất nhiều lần, cũng đã nghĩ kỹ rất nhiều lần, thậm chí trốn tránh qua rất nhiều lần. Kết quả, ta đổi lại kết quả như thế nào? Không được gì cả. Các ngươi chỉ được một tấc lại tiến thêm một thước, càng thêm lòng tham không đáy. Không bức tử, các ngươi hoàn toàn không bỏ qua. Cho dù bức tử, các ngươi cũng không hề có chút áy náy, sẽ còn cảm thấy lãng phí mấy chục năm ăn cơm. Nhiếp Hồng Phi cau mày, ý thức được Nhiếp Tiểu Lý sẽ nói gì tiếp, mí mắt không ngừng run rẩy. Cho nên, không lùi, cũng không trốn tránh. Nhiếp Tiểu Lý ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, ban đầu. Ta chỉ muốn đến xem vườn trà có vấn đề gì, thuận tiện xem giếng đan. Bây giờ, người cứ ngăn cản ta, ta ngược lại nhất định phải đến đó xem một chút, xem nơi đó rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Sắc mặt Nhiếp Hồng Phi lạnh xuống, âm trầm nói, nếu ngươi đã nhất định muốn chết, ta cũng không ngăn cản ngươi. Ngươi nhớ kỹ, sau khi xem xong, ngươi đến sườn núi nhặt xác cho mẹ của ngươi, còn có em gái ngươi nữa. Vợ tiếp viên hàng không. Nàng không cần lo lắng. Hạ Thiên lười biếng nói, có tiểu muội chân dài ở đó, bọn họ không có chuyện gì đâu. Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, ta tin tưởng Ninh tỷ tỷ. Hừ, đúng là một đám phàm nhân chưa thấy qua việc đời. Nhiếp Hồng Phi cười lạnh, nói với Nhiếp Tiểu Lý, mặc dù gia chủ không có ở đây, nhưng có lão phu nhân. Các ngươi tưởng lão phu nhân là người bình thường sao? Bà ấy là phó hội trưởng tộc lão. Cao thủ chết dưới hạt táo của bà ấy hằng hà sa số. Lời còn chưa nói hết, điện thoại của Nhiếp Hồng Phi vang lên. Hắn ta móc điện thoại ra xem, lập tức ngẩn cả người, cái này, không thể nào. Nhiếp Tiểu Lý nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Vợ tiếp viên hàng không, chẳng có gì hay đâu. Hạ Thiên cười nói, đơn giản, lão thái bà mà hắn ta cậy vào đã chết, trong tay không còn lá bài tẩy. Lão phu nhân, tại sao lại chết? Sau khi Nhiếp Hồng Phi xem xong tin tức, sắc mặt thay đổi, kinh nghi bất định, không thể nào, nhất định tin tức đã gửi sai. Hạ Thiên thuận miệng giễu cợt, mấy tên ngốc đều như thế, không thể nào tiếp thu hiện thực. Ngươi, Nhiếp Hồng Phi tức đến mức nghẹn lời, đầu óc quay cuồng, cuối cùng quyết định đến đó xem sao. Hắn ta chỉ tay vào Nhiếp Tiểu Lý và Hạ Thiên, hừ, ta đến đó một chuyến. Cho dù xảy ra vấn đề thật, ta cũng sẽ kịp thời bóp chết. Cuối cùng, ta khuyên ngươi một câu,
bây giờ dừng bước thì còn giữ được mạng sống. Ta cũng có thể nói giúp các ngươi với gia chủ, nếu không. Không cần nếu không, Nhiếp Tiểu Lý trực tiếp ngắt lời, ngươi cũng đừng đến đó làm loạn thêm. Nhiếp Hồng Phi cảm thấy không ổn, ý của ngươi là gì? Chính là ý này, Nhiếp Tiểu Lý bỗng dưng vọt đến trước mặt đối phương, một quyền đánh tới. Ha ha, ngươi có thể ra quyền. Hôm nay ta xem như mở mang tầm mắt. Nhiếp Hồng Phi còn tưởng rằng Nhiếp Tiểu Lý là nữ nhân nhỏ yếu không ra gió, gương mặt hiện lên sự khinh thường, ngay cả ý né tránh cũng không có, chỉ khoát tay, hời hợt ngăn cản nắm đấm đánh tới của Nhiếp Tiểu Lý. Bành! Một tiếng nổ lớn, Nhiếp Hồng Phi cảm giác cả gương mặt của mình giống như bị tảng đá đập trúng, xương cốt vỡ vụn, cả người bay ra ngoài, ngã vào trong đống bùn. Không thể nào, Nhiếp Hồng Phi từ dưới đất bò lên, gương mặt đau rát. Nhưng cơn đau này còn kém hơn sự kinh ngạc trong lòng, từ khi nào ngươi có được khí lực lớn đến như vậy? Nhiếp Tiểu Lý có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi, dưới sự tức giận, nàng dự định dạy cho Nhiếp Hồng Phi một chút, cũng không cảm thấy mình có thể đánh chúng, ai nghĩ đến một quyền của mình lại có uy lực lớn đến như vậy? Vợ tiếp viên hàng không, nàng không cần kinh ngạc. Hạ Thiên đứng bên cạnh, mỉm cười giải thích, vừa rồi khai khiếu cho nàng. Ta đã thuận tay nâng cao tố chất cơ thể của nàng. Hiện tại, một quyền của nàng đừng nói đánh bay tên ngớ ngẩn này, có đến 10 tên cũng có thể dễ dàng đối phó. Các ngươi đắc ý quá sớm rồi, vừa rồi chỉ là ta chủ quan mà thôi. Nhiếp Hồng Phi nhanh chóng đứng lên, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý, các ngươi cho rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Đừng làm trò cười nữa. Vẫn còn mạnh miệng, xem ra là bị đánh vẫn còn chưa đủ. Hạ Thiên mỉm cười nói với Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không, nàng nên tăng cường cường độ đi. Nhiếp Tiểu Lý căm ghét nói, trước kia, ta còn cảm thấy ngươi là một con người. Bây giờ ta mới hiểu được, loại người như ngươi càng thêm ghê tởm, nhưng ngươi vẫn luôn ngụy trang, xem tộc nhân của mình như công cụ, đồng thời cam nguyện làm chó săn cho người khác. Ha ha, làm như mình vĩ đại lắm vậy. Nhiếp Hồng Phi không khỏi cười nhạo, gương mặt hiện lên sự khinh thường. Gia đình ngươi đang gặp rắc rối còn không phải vì lợi ích của mình sao? Nếu như cho ngươi cơ hội, nói không chừng ngươi còn bỡ đỡ hơn cả ta. Nhiếp Tiểu Lý quả quyết nói, ta không giống ngươi, ta là người, tuyệt không làm chó. Ồ, thế người như ngươi còn không cao quý bằng con chó là ta đâu. Nhiếp Hồng Phi mỉm cười, nói với Nhiếp Tiểu Lý, nếu ngươi trung thực phối hợp, bây giờ ngươi còn không phải là đại thiếu nãi nãi chiêm ra sao? Nói không chừng. Ngày sau sẽ tiến vào tộc lão, cần chi phải náo thành cục diện như ngày hôm nay. Nhiếp Tiểu Lý hoàn toàn đánh mất suy nghĩ tranh thủ đối phương. Nàng lạnh lùng nói, đạo khác biệt mưu cầu khác biệt, ta chẳng có gì cần nói với ngươi cả. Tuy nhiên, bây giờ ngươi muốn ở lại đây, ta sẽ không để cho ngươi gây chuyện nữa. Hừ, ngươi coi mình là cao thủ sao? Sắc mặt Nhiếp Hồng Phi âm trầm, hai tay biến thành chảo, dưới chân đạp một cái. Cả người nhào về phía Nhiếp Tiểu Lý. Không thể không nói, Nhiếp Hồng Phi thật sự có tài, nhưng hướng đi lại bất chính. Lợi chảo trên cơ bản đều là khóa cổ, móc mắt, hiển nhiên là những chiêu thức bàng môn tà đạo. Dù sao thể chất Nhiếp Tiểu Lý vừa mới được tăng lên, cũng chưa từng học qua võ công, ứng đối có chút phí sức, nhất thời để Nhiếp Hồng Phi chiếm thượng phong. Ta nói tại sao ngươi lại có thể lập tức biến thành cao thủ? Nhiếp Hồng Phi thấy vậy, lòng tin tăng lên gấp bội, không khỏi cười nhạo, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, bây giờ ngươi ngoan ngoãn chịu thua, sau đó quay người về nhà, yên lặng chờ gia chủ xử lý. Ta còn có thể năn nỉ thay ngươi, tránh cho các ngươi phải chịu chết. Sắc mặt Nhiếp Tiểu Lý đỏ bừng lên, cũng không phải sợ thua, mà là bị tức. Nàng trả lời lại một câu, đừng có nằm mơ nữa, người nhận thua phải là ngươi. Vậy thì ngươi cũng đừng trách ta vô tình. Nhiếp Hồng Phi thua người. Quay lại nhìn Hạ Thiên, tiểu tử, người không có ý định ra tay sao? Nếu trễ chút nữa, nàng ta nhất định sẽ phải chết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, với chút bản lãnh này của ngươi, còn chưa có tư cách để ta ra tay. Vợ tiếp viên hàng không đủ xử lý ngươi rồi. Ha ha, ngươi chỉ có chút ánh mắt đó, ngươi đừng giả mạo cao nhân làm gì. Gương mặt Nhiếp Hồng Phi tràn ngập trào phúng, hôm qua, ta đã mua tư liệu của ngươi ở web đen. Kết quả. Đám người đó bảo ta tuyệt đối không nên trêu chọc ngươi. Nếu không, ta sẽ chết rất thảm. Đám người đó còn đưa ta một bản danh sách,
bên trên là chiến tích của ngươi. Sau khi ta xem xong, thiếu chút nữa ta đã xem ngươi là chiến thần. Bây giờ xem ra, đám người đó đã nói quá sự thật. Hạ Thiên mỉm cười, tùy ý nói, ngươi nên nghe bọn họ đi. Đáng tiếc, bây giờ đã muộn, ngươi tuyệt đối chết chắc. Chỉ dựa vào nàng ta, hay còn có ngươi? Nhiếp Hồng Phi khinh thường lắc đầu. Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy rất vi diệu. Vừa rồi, khi nàng ra tay, nàng phát hiện rõ ràng nàng có thể phá được chiêu của Nhiếp Hồng Phi, nhưng tay của nàng lại không nghe theo đại não chỉ huy, cho nên vẫn luôn né tránh. Vợ tiếp viên hàng không, nàng không cần khẩn trương. Hạ Thiên tất nhiên nhìn ra được vấn đề của Nhiếp Tiểu Lý, vì thế đã nhắc nhở, nàng còn mạnh hơn tên ngốc này gấp 10 lần, chỉ là nàng chưa quen với thay đổi của cơ thể, qua nửa phút nữa sẽ ổn thôi. Hừ, chỉ sợ nàng ta không sống quá nửa phút, mặc dù Nhiếp Hồng Phi không tin tưởng Hạ Thiên, nhưng vẫn cảm thấy nên tiên thủ Hạ Vi Cường, tránh cho sự việc quá phức tạp. Song trảo như ảnh, tiến thẳng vào cái cổ trắng nõn của Nhiếp Tiểu Lý. Nhiếp Tiểu Lý, ngươi không định rút lui sao? Nhiếp Hồng Phi giữ tợn quát lớn, chiêu tiếp theo, ta sẽ cắt đứt cổ của ngươi. Đến lúc đó, ngươi hối hận cũng đã muộn, nể tình ngươi cũng là người thân của ta sẽ a. Nhiếp Tiểu Lý hơi lui lại nửa bước, lập tức bay lên một cước đá thẳng vào lồng ngực của Nhiếp Tiểu Lý, đá bay hắn ta ra xa 3-4 mét. Đừng nói nhảm nữa, không còn đường nữa đâu. Ánh mắt Nhiếp Tiểu Lý trở nên kiên định lạ thường. Trừ phi bây giờ ngươi tỉnh ngộ, từ bỏ gian tà theo chính nghĩa, công khai chuyện xấu của gia gia và tộc lão, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhiếp Hồng Phi phủi bụi trên quần áo của mình, nghiến răng nói, ngươi rõ ràng muốn đuổi cùng giết tuyệt. Nếu là như vậy, vậy chẳng còn gì để nói nữa. Lần này, quả nhiên sát tâm của hắn ta đã nổi lên. Hai tay Nhiếp Hồng Phi dâng lên từng sợi khí tức màu đen. Một cú bật đã nhảy đến bên cạnh Nhiếp Tiểu Lý, chụp vào cổ họng của nàng. Đi chết đi. Trong mắt Nhiếp Hồng Phi, một trảo này đã thành, không ai có thể né tránh được chứ đừng nói chi người không biết võ công như Nhiếp Tiểu Lý. Ta đã sớm nói với ngươi, mọi chuyện tự có gia chủ an bài. Nhiếp Hồng Phi lắc đầu, có chút cảm khái, đáng tiếc ngươi lại không nghe, lại còn bị người ngoài mê hoặc, sinh ra ý xấu đối với gia chủ và tộc lão. Nhiếp Tiểu Lý không kiên nhẫn ngắt lời, có phải ngươi cao hứng quá sớm rồi không? Sao? Nhiếp Hồng Phi đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên phát hiện một chảo này của mình vồ hụt, không thể nào. Vừa rồi ta rõ ràng chụp vào cổ họng của ngươi, với thể chất của ngươi, làm sao có thể chống lại được một chảo này của ta? Có thể nói ngươi đã quá ngạo mạn. Lúc này, Nhiếp Tiểu Lý đã biết được lời nói vừa rồi của Hạ Thiên là có ý gì. Một cảm giác khó nói nên lời tràn ngập toàn thân, tốc độ của Nhiếp Hồng Phi trong mắt nàng chậm hơn gấp mấy lần, muốn tránh được dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Nhiếp Hồng Phi thay đổi, muốn thu hồi hai tay, sau đó lao đến một lần nữa. Ngươi ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Nhiếp Tiểu Lý đánh một quyền vào huyệt thái dương bên trái của Nhiếp Hồng Phi, đánh bay hắn ta ra ngoài. A! À, đầu Nhiếp Hồng Phi hiện lên quyền ấn, hắn ta kêu thảm một tiếng. Sau đó không một tiếng động, không rõ sống chết. Vợ tiếp viên hàng không, ta đã nói rồi, mấy loại ngu ngốc này sao có thể là đối thủ của nàng được. Hạ Thiên phủi tay, thoải mái nói. Nhiếp Tiểu Lý nhìn hai tay của mình, có chút không thể tin được, lập tức quay sang nhìn Hạ Thiên, cảm ơn. Cần chi phải cảm ơn ta chứ? Hạ Thiên tiến lên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Nhiếp Tiểu Lý, nàng là nữ nhân của ta, không cần nói cảm ơn ta. Bây giờ không cần, về sau cũng không cần. Nhiếp Tiểu Lý vốn đang có chút cảm động, đột nhiên bị tập kích, gương mặt xinh đẹp bỗng dưng ửng hồng. Nàng lập tức đẩy tay Hạ Thiên ra, ngươi, tay của ngươi. Hạ Thiên giả vờ ngây ngốc hỏi, tay của ta như thế nào? Không có gì, chúng ta nhanh chóng đến giếng đan đi xem một chút đi. Nhiếp Tiểu Lý không nhìn ra được manh mối gì từ trên mặt Hạ Thiên, lập tức hoài nghi mình quá nhạy cảm. Được. Hạ Thiên mỉm cười một tiếng, rất tự nhiên ôm eo Nhiếp Tiểu Lý, nhưng lần này đàng hoàng hơn. Chấm. Ninh Nhụy Nhụy lao bên trong một mảnh đen kịt. Cũng may, bây giờ nàng không còn là phàm phu tục tử, trong bóng tối không hề gặp chút trở ngại nào. Một lát sau, nàng phát hiện một số người bóng người, trong không khí tràn ngập một mùi hương trà nhàn nhạt, còn có một hương vị không cách nào nói nên lời. Cô nương, dừng bước,
đằng trước không phải là nơi ngươi có thể đến. Đằng trước bỗng nhiên vang lên một âm thanh già nua. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi cau mày, quay lại nhìn chỗ phát ra âm thanh. Chỗ đó lóe lên một điểm sáng, soi rõ ba bóng người, ai ở đó, bước ra đây cho ta. Ha ha, xâm nhập vào cấm địa của người khác lại còn lớn tiếng như thế, cô nương không sợ chết sao? Ba người kia chậm rãi bước đến gần, trong tay người trước nhất còn cầm một cái đèn pin kiểu cũ, soi vào mặt Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy có chút nheo mắt, lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Ngươi không cảm thấy lời này hẳn chúng ta mới là người hỏi sao? Người đằng trước khoảng 40-50 tuổi, mặt mũi dữ tợn, có phần không dễ chọc, chúng ta đều là người của Nhiếp gia. Nơi này là bí đạo thông đến vườn trà, người ngoài không thể xâm nhập. Ngươi từ địa đạo nào đến đấy? Ta đến để mua trà. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, là Nhiếp gia lão thái thái bảo ta đến. Ngươi nói buồn cười thật. Nam nhân giữ tợn lạnh lùng nhìn Ninh Nhụy Nhụy, ở Nhiếp gia trấn, tất cả lão thái thái đều là Nhiếp gia lão thái thái. Ninh Nhụy Nhụy im lặng, nhưng cũng không thể phản bác, đành phải nói, nãi nãi Nhiếp tiểu lý bảo ta đến. Ồ, nam nhân giữ tợn ngược lại có chút ngoài ý muốn, nheo mắt đánh giá Ninh Nhụy Nhụy, thì ra là khách quý của phu nhân gia chủ. Ngươi thật sự đến mua trà. Bằng không, nơi này còn vật nào khác để bán. Ninh Nhụy Nhụy làm ra vẻ kinh ngạc. Cô nương đúng là diệu nhân. Nam nhân giữ tợn cười khẽ, nhưng cũng trả lời Ninh Nhụy Nhụy, nơi này của chúng ta xác thực chỉ bán trà. Ngươi nói ngươi muốn mua bao nhiêu, ta viết cho ngươi một tờ giấy, ngươi đến trung tâm bán trà ở thị trấn lấy là được. Ninh Nhụy Nhụy vô thức muốn hỏi nó là cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở lại. Bởi vì nàng đột nhiên nhận ra người này đang nói nhảm, trà bình thường đó ta muốn mua chỗ nào chẳng được, cần chi phải đến đây. Ngươi muốn mua trà gì? Nam nhân giữ tợn hỏi. Ninh Nhụy Nhụy nhớ đến Nhiếp tiểu lý đã từng nhắc đến vườn trà Vân Hương, lá trà ở đó đã bị ô nhiễm sát khí, đương nhiên là trà của vườn trà Vân Hương rồi. Cũng được, nam nhân giữ tợn nói, nếu ngươi là Nhiếp lão thái thái giới thiệu, thế thì không thể không nể mặt. Nhưng khách lạ thì phải chào giá cao chút, đây là quy củ. Ninh Nhụy Nhụy nhìn qua bóng người không ngừng hoạt động đằng xa, dường như đang xào trà tiền không thành vấn đề, ngươi cứ nói. Rất tốt, 50 vạn một cân. Nam nhân giữ tợn giơ bàn tay trái với Ninh Nhụy Nhụy, không thiếu, không chuyển khoản, không vàng dòng bạc trắng, chỉ cần tiền mặt. 50 vạn một cân. Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy không có ý định mua, nhưng nghe xong giá tiền, nàng liền mở to mắt, lá trà của ngươi làm bằng vàng. Hay là cây trà làm bằng vàng. Đây chính là linh trà. Nam nhân giữ tợn khinh thường nhìn Ninh Nhụy Nhụy, Tam Sơn Ngũ Nhạc, có nơi nào có linh trà chứ, chỉ có nơi chúng ta bán mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng hỏi, nếu trà của các ngươi mất linh thì làm sao bây giờ? Mất linh, nam nhân giữ tợn cười nói, không thể nào. Nơi này của chúng ta có giếng đan do Hoàng đế luyện đan lưu lại, linh khí so với Ngũ Nhạc, Long Hổ Sơn, Tam Thanh Sơn còn nồng đậm hơn. Ta hỏi là, nếu mất linh thì làm sao bây giờ? Ninh Nhụy Nhụy cười hỏi. Nam nhân giữ tợn bỗng nhiên ngẩng đầu, sát khí lộ ra, người cố ý đến gây chuyện. Nếu trà này của ngươi có linh khí, ta nhất định sẽ mua. Ninh Nhụy Nhụy đại khái đoán được cái gọi là linh trà này khẳng định có vấn đề, nhưng nàng vẫn tiếp tục nói lời khách sáo tiền, ta có rất nhiều. Mua linh trà cũng chỉ vì muốn ông cụ trong nhà khỏe mạnh trường thọ. Nghe người ta nói nơi này có linh trà, cho nên ta mới đến. Ha ha, vậy ngươi đến đúng rồi. Nam nhân giữ tợn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, vỗ tay mỉm cười nói, linh trà nơi này của chúng ta tuyệt đối là linh trà 100%. Nếu mất linh, con mẹ nó ta ăn hết, như thế nào? Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, được rồi, vậy ngươi cho ta xem linh trà trước. Ngươi lấy cho vị tiên nữ này một túi linh trà nhỏ. Nam nhân giữ tợn dặn dò tiểu đệ đối diện, loại tốt nhé, là loại mới làm ra đấy. Tiểu đệ lĩnh mệnh rời đi. Một lát sau, hắn ta cầm lấy một cái bọc giấy nhỏ mang về. Đây chính là linh trà chúng ta vừa mới chế biến xong, một bọc nhỏ này là mấy vạn đấy. Nam nhân giữ tợn mỉm cười đưa cho Ninh Nhụy Nhụy, ngươi tự xem đi, xem có đủ linh hay không. Linh khí có thể xuyên qua cả tờ giấy này. Ninh Nhụy Nhụy tiếp nhận bọc giấy. Cẩn thận mở ra, bên trong đúng là trà ngân câu mới, chất lượng xem như không tệ.
Nếu là người bình thường, nhất định nhìn không ra manh mối gì, chỉ ngửi được mùi thơm xông vào mũi, dư vị vô tận, chắc chắn sẽ không cảm thấy trà này có vấn đề gì. Nhưng Ninh Nhụy Nhụy không phải người bình thường. Nàng nhìn một lát, phát hiện trên lá trà có những sợi khí tức màu đen. Đây chính là sát khí mà Hạ Thiên đã đề cập qua, tuyệt đối có hại cho cơ thể người. Đám người này bán trà có sát khí bên trên không biết là để làm gì. Bên trong linh trà của các ngươi có tăng thêm nguyên liệu khác không? Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng hỏi một câu, tận lực hỏi thêm càng nhiều càng tốt. Mỹ nữ, ngươi nói gì vậy? Nam nhân giữ tợn hơi bẻ cổ, trà của chúng ta dùng nước trong giếng đan để tẩm bổ, thuần tự nhiên, không hề bỏ thêm nguyên liệu gì cả. Ninh Nhụy Nhụy rót một chút linh khí vào trong bọc trà nhỏ. Sát khí vốn chỉ có tu tiên giả mới có thể nhìn thấy bỗng nhiên nồng đến mức mắt trần có thể thấy được. Khí tức màu đen này là gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy trào phúng nhìn nam tử giữ tợn, ngươi đừng nói với ta đây là linh khí nhé. Đây chính là linh khí. Mặc dù nam nhân giữ tợn có chút ngoài ý muốn, nhưng thái độ vẫn cường ngạnh như cũ, ngươi có lấy hay không? Sau khi hét lớn, trong bóng tối lập tức hiện ra 10 bóng người, bao vây Ninh Nhụy Nhụy lại. Như ngươi đã nói, nếu mất linh, ngươi sẽ ăn hết mà. Ninh Nhụy Nhụy cầm bọc linh trà nhỏ, trực tiếp ném tới, bây giờ ngươi hãy ăn hết cho ta đi. Nam nhân giữ tợn bị lá trà quăng trúng mặt, không khỏi giận dữ, con mẹ nó, ngươi dám ném lá trà của ta. Nó trị giá mấy vạn lận đấy, các ngươi chém chết nương môn này cho ta. Đám người từ trong bóng tối vọt ra, trong tay quả nhiên đều cầm dao, nhưng không phải dao gọt trái cây mà là dao bổ củi. Mẹ nó tiện nhân, dám dương oai trên địa bàn của ta, quả nhiên tìm, a. À. Nam nhân giữ tợn chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy chửi ầm lên, chỉ là vừa mắng nửa câu, ngoài miệng đã chịu một cước, cả người bay ra ngoài, nằm bất động như con chó chết. Một cước này, Ninh Nhụy Nhụy dùng 7-8 phần lực đạo. Người này có thể sống sót hay không còn phải xem tạo hóa bản thân của hắn ta nữa. Về phần đám người cầm dao chém người kia, Ninh Nhụy Nhụy cũng không bỏ qua. Nàng sử dụng phiếu miễu bộ xuyên qua giữa những người này. Không bao lâu sau, những người này đã nằm hết xuống đất. Đám công nhân đang sao trà không khỏi đưa mắt nhìn về phía bên này, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Các ngươi có thể đi rồi, Ninh Nhụy Nhụy nói. Đám công nhân kia cũng không chạy đi, vẫn tiếp tục công việc trong tay, giống như không có chuyện gì phát sinh. Ninh Nhụy Nhụy thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích, không khỏi lên giọng. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy, các ngươi không cần thiết phải chôn cùng với bọn họ, các ngươi mau trốn đi. Nhưng không ai đáp lại nàng. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy những người này có thể đã bị khống chế tinh thần, nàng lại không có được y thuật như Hạ Thiên, đành bỏ qua bọn họ, tiếp tục đi sâu xuống dưới. Chấm. Vườn trà Vân Hương. Giếng đan, tức là nơi hoàng đế luyện đan trong truyền thuyết. Nơi này trước kia đã từng là địa điểm tham quan nổi tiếng của Hoàng Sơn. Về sau có du khách không cẩn thận bị ngã xuống giếng, chính quyền sai người lặn xuống tìm 3 ngày 3 đêm nhưng không tìm được xác. Để tránh xuất hiện sự cố tương tự, chính quyền đã hủy bỏ điểm tham quan này. Mặc dù điểm tham quan không còn nhưng thạch đình được xây dựng cho du khách nghỉ ngơi vẫn còn nguyên. Lúc này, một lão nhân râu tóc bạc trắng đang nằm bên trong thạch đình. Đến gần hơn, lại cảm thấy người này giống nam nhân trung niên hơn, mái tóc nhuộm trắng mà thôi, có phần già dặn, chẳng những quần áo lộng lẫy, cơ thể cũng rắn chắc, cả người tuổi trẻ phúc hậu. Ông ta đang thảnh thơi nằm ngủ trên ghế trúc trong đình. Tuy nhiên, Nhiếp Tiểu Lý đã mở linh khiếu, nhìn người bây giờ có sự khác biệt rất lớn. Nhìn lại vài lần, rốt cuộc nàng có thể từ một vài chi tiết nhìn ra được, đây chính là một vị lão nhân. Đoán chừng tuổi tác không chênh lệch với gia gia của nàng cho lắm. Đây là, Nhiếp Tiểu Lý từ xa nhìn lão nhân, cảm giác có chút quen mắt, nhưng hoàn toàn nghĩ không ra là ai. Nàng lên tiếng hỏi, vị lão gia gia này, xin hỏi ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Lão nhân phúc hậu nghe được âm thanh, hơi nhướng mắt lên, liếc nhìn Nhiếp Tiểu Lý một chút, sau đó khép mắt lại. Chúng ta cần phải kiểm tra lại giếng đan. Không biết có thể làm phiền ngươi tránh sang một bên trước được không? Nhiếp Tiểu Lý vô cùng khách sáo, đủ tôn trọng lão nhân không biết lai lịch này. Đi đi, lão nhân phúc hậu lên tiếng, giọng nói ngược lại trung khí vô cùng, nơi này không phải là nơi các ngươi có thể đến.
Nhiếp Tiểu Lý thản nhiên nói, ta tên Nhiếp Tiểu Lý, là người Nhiếp gia trấn. Vườn trà Vân Hương này nhà ta cũng có một phần, vì sao lại không thể đến? Vườn trà Vân Hương là sản nghiệp của tộc lão Nhiếp thị, chia chút cổ phần cho con em Nhiếp gia cũng là chuyện bình thường. Lão nhân Phúc Hậu lắc đầu, chỉnh lại lời nói của Nhiếp Tiểu Lý, nơi này là cấm địa của Nhiếp gia, ngoại trừ gia chủ và tộc lão, bất cứ kẻ nào cũng không được đến gần. Nhiếp Tiểu Lý hiểu ra, lão nhân này hơn phân nửa là người của hội tộc lão, sự thật cũng không phải như vậy. Vườn trà là sản nghiệp của tất cả mọi người Nhiếp gia, chỉ ủy thác cho hội tộc lão quản lý mà thôi, xin đừng lẫn lộn đầu đuôi. Còn nữa, giếng đan nằm ngay trong vườn trà. Khi ta còn bé, đã từng gánh nước trong giếng này, từ lúc nào biến thành cấm địa Nhiếp gia. Đừng hung hăng càn quấy nữa, lão phu không rảnh nói nhảm với các ngươi. Lão nhân Phúc Hậu trừng mắt nhìn Nhiếp Tiểu Lý, cảm thấy khó chịu, ta nói nơi này là cấm địa thì nó là cấm địa. Nhà đầu ngươi họ Nhiếp thì nên tuân thủ theo quy củ mà hội tộc lão quyết định. Nói xong, ông ta nhìn Hạ Thiên, lại càng thêm tức giận, ngươi còn mang người khác họ đến, ngươi quả thật ăn cây táo rào cây sung mà. Lão đầu nhi, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Hạ Thiên nhếch miệng, đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi thì ta không đánh ngươi. Lão nhân Phúc Hậu hừ lạnh, đúng là thô bỉ không chịu nổi. Người như ngươi đã làm Nhiếp gia mất hết mặt mũi, khó trách Nhiếp lão thất lại muốn giết ngươi. Sao, Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, trong lòng không khỏi đánh bộp một cái. Tuổi của người này không thể nhỏ hơn gia gia của nàng. Cho nên, lão thất mà ông ta gọi nhất định không phải Nhiếp Hồng Phi. Toàn bộ Nhiếp gia, người có thể được gọi là Nhiếp lão thất chỉ có một, đó chính là gia gia của nàng, Nhiếp Vân Thiên. Nếu người này dám gọi gia gia của nàng là Nhiếp lão thất, bối phận của ông ta nhất định cao hơn, chính là thái gia gia của Nhiếp Tiểu Lý. Tuổi tác của người này ít nhất cũng phải 80-90 tuổi, diện mạo già nua nhưng cơ thể lại tráng kiện. Tin tức ẩn tàng bên trong khiến nàng thoáng có chút không rét mà run. Ngươi chính là người của hội tộc lão. Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng nhìn chằm chằm lão nhân. Lão nhân Phúc Hậu cũng không giấu giếm, có chút ngạo mạn hỏi, nói nhảm, nếu không phải hội tộc lão, ta có thể ngồi ở đây sao? Lão phu Nhiếp Đạt Mộc, luận bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng Tam Thái gia gia. Vì sao ngươi không gọi là Na Cha Tam Thái tử luôn đi? Hạ Thiên nhìn không được bật cười. Làm càn, lão nhân Phúc Hậu giận tái mặt, thái độ của ngươi là gì thế? Ngươi dám vô lễ với lão phu như vậy, đúng là khốn kiếp. Hạ Thiên lười biếng đáp lại, ngươi mới làm càn đấy. Thái độ của ngươi là gì? Tại sao lại dám vô lễ với vợ tiếp viên hàng không của ta? Ngươi quả thật là lão khốn kiếp. Ngươi muốn chết sao? Sức nhẫn nại của lão phu có hạn. Lão nhân Phúc Hậu cố nén lửa giận trong lòng, nói với Nhiếp Tiểu Lý, niệm tình ngươi cũng họ Nhiếp, lão phu trước tha cho ngươi một lần, đừng có mà không biết tốt xấu, lập tức biến xuống núi cho ta. Nhiếp Tiểu Lý lạnh nhạt nói, nếu ngươi là lão nhân Nhiếp gia, ta tôn trọng ngươi. Cho nên ta sẽ không làm gì ngươi, ta chỉ muốn kiểm tra mà thôi. Liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ Nhiếp gia, ta tuyệt đối sẽ không ngừng lại. Ngươi dám chống lại mệnh lệnh của hội tộc lão sao? Lão nhân Phúc Hậu trừng mắt, ngươi chán sống rồi à? Thật ngại quá, ta lại kiên nhẫn sống tiếp đấy chứ. Nhiếp Tiểu Lý không hề sợ bị uy hiếp, lại còn mỉm cười, ngược lại thời gian khoái hoạt của các người sẽ phải chấm dứt. Ta muốn chấp trưởng Nhiếp gia, sau đó thanh từ đám sâu mọt các người sạch sẽ. Lão nhân Phúc Hậu không chỉ giận dữ, trong lòng còn dâng lên sát khí cuồn cuộn, quả thật là phản thiên. Chỉ là một nữ nhân, lại còn vọng tưởng chấp trưởng Nhiếp gia. Không giết ngươi, ta lấy gì phục chúng? Ngươi muốn giết, vậy thì đến đây giết thử xem. Hạ Thiên đáp, ngươi cao tuổi rồi, có thể sống đến lúc này cũng không dễ, đừng tự tìm đường chết. Nhiếp Tiểu Lý có lòng tốt khuyên nhủ, chúng ta chỉ muốn xuống giếng đan xem một chút mà thôi. Nếu bên trong không có vấn đề, chúng ta tất nhiên sẽ rời đi. Lão nhân Phúc Hậu đột nhiên biến sắc, quát lạnh, giếng đan, ngoại trừ nước giếng, cái gì cũng không có, các ngươi không cần nhìn. Ngươi càng nói như vậy, điều này nói rõ bên trong còn có những vật khác. Hạ Thiên cười nói, lão nhân Phúc Hậu quát lớn, lão phu nói không thì chính là không. Hừ, trong giếng còn có thể có vật gì chứ? Điều này cũng chưa chắc, Hạ Thiên vẫn hờ hững, nói không chừng đáy giếng còn có một Long Vương nữa thì sao?
ngươi đang nói hưu nói vượn gì đấy? Ánh mắt lão nhân Phúc Hậu mở to đến căng tròn, dường như bị lời nói cực kỳ hoang đường của Hạ Thiên chấn kinh, nói chuyện cũng có chút cà lăm, trên thế giới nào có loại người như thế? Quả nhiên là con nít danh, chỉ biết nói hưu nói vượn. Không có sao, Hạ Thiên cười nói, vậy ngươi khẩn trương cái gì? Ai khẩn trương? Lão nhân vô cùng tức giận mắng Hạ Thiên, tiểu tử, lão phu không cần biết ngươi là ai. Tóm lại, ngươi biến nhanh cho ta. Nếu ngươi còn hung hăng càn quấy, ngươi đừng trách ta không khách sáo. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, lão đầu nhi, ngươi sống đến từng tuổi này cũng không dễ dàng gì, đừng tùy tiện đi chết. Hừ, ngươi đúng là mù chữ mà còn nổ, tự đại một cách vô tri. Lão nhân Phúc Hậu từ bỏ suy nghĩ thuyết phục Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý, các ngươi muốn xuống giếng cũng được. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh di chuyển ta ra khỏi chỗ này, ta tuyệt đối không ngăn cản. Nhiếp Tiểu Lý cũng không thích chém giết, nhưng lại sợ đối phương chơi xấu, ngươi nói chắc chứ? Chắc, đương nhiên chắc rồi. Hơn nữa, các ngươi có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào. Lão nhân Phúc Hậu ngạo nghễ nói, nếu ngươi cảm thấy việc này đơn giản, ta khuyên ngươi nên quay về, tránh cho mất đi cái mạng nhỏ. Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng trả lời, vốn các ngươi đã khiến cho ta không còn đường để đi, bây giờ cũng đừng làm bộ hướng dẫn từng bước như thế, các ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Quả nhiên là minh ngoan bất linh, nói cái gì cũng vô dụng thôi. Lão nhân Phúc Hậu hừ nhẹ một tiếng, lập tức nhắm mắt lại, ta cho các ngươi 3 phút, nếu vượt quá thời gian, các ngươi cũng đừng trách lão phu, hả? Lời còn chưa nói hết, lão nhân Phúc Hậu đột nhiên phát hiện ông ta bay lên, hơn nữa còn mét theo cái ghế ông ta đang nằm bay lên cùng một chỗ. Vợ tiếp viên hàng không, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười nói với Nhiếp Tiểu Lý. Nhiếp Tiểu Lý không nghĩ đến Hạ Thiên bỗng nhiên ra tay, nhưng nàng chỉ sửng sốt chừng nửa giây, sau đó mỉm cười nói, được. Khoan đã, lão nhân Phúc Hậu khó khăn rơi xuống, thiếu chút nữa không ngã theo tư thế chó đớp cứt, các ngươi không thể xuống giếng. Không phải ngươi đã nói, chỉ cần di chuyển ngươi khỏi vị trí, ngươi sẽ không ngăn cản sao? Nhiếp Tiểu Lý đã sớm có dự liệu, lúc này không khỏi cười nhạo, nhanh như vậy mà ngươi đã muốn nuốt lời à? Tác phong của các ngươi đúng là giống nhau nhỉ? Lão nhân Phúc Hậu cau mày, lửa giận xông qua hốc mắt phun ra ngoài, hai người các ngươi đúng là không biết võ đức, lão phu còn chưa bắt đầu mà. Hành vi này chính là đánh lén, đương nhiên không tính. Ha ha, vừa rồi ngươi cũng đã nói qua, mặc kệ chúng ta dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng được mà. Nhiếp Tiểu Lý không khỏi trào phúng. Ngươi, cái này, lão nhân Phúc Hậu trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, thẹn quá hóa giận, ngươi bớt cưỡng từ đoạt lý đi. Nếu các ngươi không tuân theo quy củ, cũng đừng trách lão phu không cho các ngươi cơ hội. Nói xong, lão nhân Phúc Hậu bỗng nhiên lắc mình một cái, cả người giống như gợn sóng bắt đầu chuyển động. Không gian vài mét chung quanh cũng bị bóp méo theo. Ánh mắt Nhiếp Tiểu Lý ngưng lại, nhìn chằm chằm đối phương. Nàng phát hiện thân hình lão nhân chợt xa chợt gần, hoàn toàn không nắm được tung tích của ông ta. Ăn lão phu một quyền đi. Nắm đấm lão nhân Phúc Hậu giống như co lại, kết quả một giây sau đã đánh tới trước mắt Nhiếp Tiểu Lý. Cũng may, bây giờ Nhiếp Tiểu Lý đã mở linh khiếu, tốc độ phản ứng nhanh hơn trước gấp bội. Khi nàng cảm nhận được quyền phong đến gần, thân hình lập tức nhích sang một bên, tránh được nắm đấm. Không ăn, cút. Nhiếp Tiểu Lý không đợi lão nhân Phúc Hậu thu quyền, nâng một cước đạp tới. A! À, lão nhân Phúc Hậu nhìn thấy Nhiếp Tiểu Lý ra chiêu, vốn cũng không có ý định tránh, bởi vì ông cũng không cho rằng một nữ nhân có thể có khí lực gì. Kết quả, khi ông ta muốn tránh thì đã tránh không kịp, mặt chịu một cước của Nhiếp Tiểu Lý. Răng lẫn máu từ miệng phun ra ngoài, cả người bốc lên 2 vòng rưỡi trên không trung, sau đó ngã xuống cái ghế nằm của ông ta. Không thể nào, tại sao lão phu lại có thể bại bởi một nữ nhân chứ? Lão nhân Phúc Hậu mở to mắt, gương mặt tràn ngập xấu hổ, giận dữ và oán độc, không giết các ngươi, làm sao ta có thể rửa sạch mối nhục này? Nói xong, bên ngoài cơ thể ông ta nổi lên từng sợi khí tức màu đen. Tiếp theo, ông ta phi thân lên. Nhào về phía Nhiếp Tiểu Lý, đi chết cho lão phu. Cứ nằm đó đi, từ từ chết là được, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Hạ Thiên cũng không kiên nhẫn, châm cho lão nhân này một châm, để ông ta ngã xuống ghế, hai mắt dần dần mất đi thần thái.
Nhiếp Tiểu Lý đưa mắt nhìn Hạ Thiên, tại sao ngươi lại ra tay? Vợ tiếp viên hàng không, chúng ta xuống dưới đó xem một chút đi, bên dưới nói không chừng có thứ đồ chơi rất hay thì sao? Hạ Thiên không trả lời, tiến lên ôm lấy eo Nhiếp Tiểu Lý, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, bước vào trong giếng đan. Chấm. Ở đây nóng quá. Ninh Nhụy Nhụy không biết mình đã rơi xuống vị trí nào, nhưng xung quanh ngày càng ẩm ướt. Một luồng hơi nước mỏng nhạt tràn ngập ra. Ngươi nóng sao? Từ đằng xa vang lên một âm thanh phách lối. Ninh Nhụy Nhụy nghe được âm thanh này, không khỏi sinh lòng cảnh giác, là ai? Ngươi hỏi ta, ngươi lại đi hỏi ta là ai? Âm thanh kia cười ha hả, trong giọng nói mang theo chút ngạo mạn, lại có chút khinh miệt, who are you? Quát do nem, am phai thanh kiểu ẻn díu. Lông mày Ninh Nhụy Nhụy cao lại, cảm giác giống như nghe hiểu, hình như lại nghe không hiểu. Đối phương giống như sợ Ninh Nhụy Nhụy nghe không hiểu, liền lặp lại nhiều lần, thậm chí còn đổi âm điệu. Kết quả, đối phương vẫn nhìn thấy gương mặt mờ mịt của Ninh Nhụy Nhụy, không khỏi gấp đến độ vò đầu bứt tai. Ngươi có thể nói tiếng người được không? Ninh Nhụy Nhụy trực tiếp từ bỏ. Ngươi đúng là không có học thức, thật sự quá đáng sợ. Đối phương lắc đầu, trong giọng nói khó nén sự thất vọng, ngươi có học đại học không? Có từng học cấp 3 chưa? Tại sao ngươi lại nghe tiếng Anh không hiểu? Cũng khó trách, dù sao loại tiếng Anh cao cấp này, ngươi nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường. Ngươi biết được trên thế giới cũng không có mấy ai. Tiếng Anh. Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt một chút, cuối cùng cũng hiểu ra. Con hàng này nói đúng là tiếng Anh thật, cẩn thận nhận rõ một chút. Nàng phát hiện vừa nãy đối phương nói hẳn là who are you? What your name? I'm fine, thank you and you. Con mẹ nó, đây là tiếng Anh cao cấp sao? Ninh Nhụy Nhụy nhẹ giọng cười nói, ngươi có thể lộ diện ra ngoài nói chuyện được không? Núp như thế, làm sao ta biết ngươi là ai? Cũng đúng, người kia tán đồng, sau đó chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, xuất hiện trước mặt Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy định thần nhìn lại. Phát hiện thứ này là một con khỉ tóc vàng có thể đứng thẳng đi lại. Trên người chẳng những mặc quần áo, hơn nữa còn rất sạch sẽ, trên đầu còn đội mũ dạ. Ngươi là người hay là khỉ vậy? Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy hỏi như vậy có chút không được lịch sự, nhưng vẫn không nhịn được, thật ngại quá, hỏi như vậy không được lịch sự cho lắm. Không sao, ai bảo ngươi là mỹ nữ chứ? Khỉ tóc vàng nhếch miệng cười nói, ta không phải khỉ, cũng không phải người, ta là thần tiên. Ngươi biết Tôn Ngộ không không? Ninh Nhụy Nhụy im lặng, ngươi muốn nói ngươi là Tề Thiên Đại Thánh. Không, dĩ nhiên không phải rồi. Ta nào mạnh được như Tôn Hầu Tử chứ? Khỉ tóc vàng gãi đầu một cái, mỉm cười ngại ngùng, thật ra ta cũng không biết ta là người hay khỉ nữa. Nếu là người, ta không thể có nhiều lông như thế. Nếu là khỉ, ta sẽ không nói được tiếng người. Nhưng ta lại không nhớ rõ chuyện lúc trước. Khi ta biết ta là khỉ, ta cũng đã là khỉ rồi. Trong đầu Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên có một phỏng đoán không tốt nhưng tạm thời nàng vẫn nhịn xuống, không thể hiện ra ngoài, vậy tại sao ngươi lại ở đây? Không biết, khỉ tóc vàng lắc đầu, ta ở đây mười, bao nhiêu năm, ta cũng không nhớ rõ nữa. Ninh Nhụy Nhụy không hiểu, vì sao ngươi lại không ra ngoài? Ra ngoài, ta đã từng ra ngoài, nhưng người khác lại cứ tưởng ta là yêu quái. Khỉ tóc vàng có chút mất hứng. Khoanh tay nói, có người còn muốn đưa ta đến vườn bách thú, có người muốn đưa ta đến phòng thí nghiệm, có người cảm thấy ta hẳn bị biến dị, dù sao, ồn ào quá, không thoải mái. Mặc dù nơi này nóng nhưng lại thoải mái. Ninh Nhụy Nhụy nhất thời không rõ chuyện gì đã xảy ra chuyện gì với con khỉ kia, chỉ có thể tạm thời cảnh giác. Nàng lại hỏi, vậy ngươi có biết nơi này là nơi nào hay không? Biết chứ, đây là đáy giếng đan. Khỉ tóc vàng gật đầu. Sau đó liếc mắt nhìn Ninh Nhụy Nhụy, chẳng lẽ ngươi không rõ đây là nơi nào sao? Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, biết, nhưng không xác định. Đây được gọi là câu trả lời sao? Khỉ tóc vàng vò đầu không thôi, có chút không hiểu được, rốt cuộc ngươi biết hay là không biết? Quan trọng lắm sao? Ninh Nhụy Nhụy khoát tay, đúng rồi, ta xưng hô với ngươi như thế nào? Ngươi là công hay mẫu? Cái gì công hay mẫu? Ngươi nên hỏi ta là nam hay nữ thì đúng hơn. Khỉ tóc vàng bất mãn chừng mắt nhìn Ninh Nhụy Nhụy, ta là Kim Ti tỷ tỷ. Nói như vậy, ngươi nên biết giới tính của ta rồi chứ. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, Kim Ti tỷ tỷ,
ngươi học tiếng Anh chất lượng cao ở đâu vậy? Ai dạy cho ngươi? Một con khỉ lớn, Kim Ti tỉ tỉ nhếch miệng, trước kia hắn ta cũng ở đây, nhưng hắn ta bỗng nhiên mất tích nhiều năm trước, hơn phân nữa là bị người ta bắt đi, cũng có thể đã trở thành thức ăn cho quái vật dưới đáy. Quái vật dưới đáy, Ninh Nhụy Nhụy nghe được từ mấu chốt, nó có ý gì? Khỉ tóc vàng có chút ngoài ý muốn nhìn Ninh Nhụy Nhụy, chẳng lẽ ngươi đến đây không phải vì con quái vật kia sao? Cũng không phải, Ninh Nhụy Nhụy giải thích, ta đuổi theo một sợi khí tức màu đen mới đến được đây. Khí tức đó giống như bùn vậy. Ta biết cái mà ngươi nói. Kim Ti tỉ tỉ cười hắc hắc, chính là nọc độc rơi xuống từ trên người con quái vật kia, có thể bám vào thân người, sau đó khống chế người đó. Ta đã lén nhìn qua cảnh tượng đó, buồn nôn lắm. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi nhìn khỉ tóc vàng một chút. Đừng nhìn ta như vậy, ta không phải như thế. Kim Ti tỉ tỉ khó chịu nhìn Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy cũng không truy cứu việc này, vậy ngươi có thể mang ta xuống dưới đó xem một chút được không? Ta muốn nhìn xem quái vật mà ngươi nói. Quái vật sẽ ăn người, ngươi nhất định muốn xem sao? Khỉ tóc vàng khiếp đảm hỏi. Đúng, Ninh Nhụy Nhụy không chút do dự gật đầu. Kim Ti tỉ tỉ do dự một chút. Sau đó quay lại nhìn Ninh Nhụy Nhụy, nếu ta dẫn ngươi đi, ta có chỗ tốt gì? Nam, không phải, ta biết một thần y, hắn có thể chữa bách bệnh. Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không phải không nhớ rõ mình là ai sao? Ta bảo hắn chữa cho ngươi, cam đoan ngươi có thể nhớ ra. Thật sao, Kim Ti tỉ tỉ nghe xong, lập tức hưng phấn hẳn lên. Gương mặt Ninh Nhụy Nhụy ngưng lại, nghiêm túc trả lời, đương nhiên. Ta không cần thiết phải lừa ngươi. Giếng đan thật ra có chút khác biệt với giếng bình thường khác. Bởi vì nước nằm ở vị trí rất sâu, khi lấy cũng không dùng dây thừng hoặc thùng để múc mà trực tiếp xây dựng một đường cầu thang thông đến chỗ lấy nước luôn. Tuy nhiên, Hạ Thiên cũng lười đi cầu thang, hắn ôm Nhiếp Tiểu Lý nhảy xuống đáy giếng. Đáy giếng đan có ánh sáng rải rác, cũng có tiếng sóng âm lãnh vang lên. Ngoại trừ một con suối. Còn có hai người mang mặt nạ đeo đoạn đao canh giữ trước con suối. Là ai? Hai thủ vệ đeo mặt nạ vừa nhìn thấy Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý, lập tức rút đao ra khỏi vỏ chém tới. Cút sang một bên. Hạ Thiên không rảnh lãng phí thời gian với đám tiểu lâu la này. Hắn đá mỗi người một cước, đạp ngất bọn họ, sau đó ném vào một nơi hẻo lánh. Nơi này chính là giếng đan. Nhiếp Tiểu Lý nghi hoặc, tại sao nó lại khác với những gì ta thấy khi còn bé? Hạ Thiên nói, điều này nói rõ những gì nàng thấy khi còn bé chính là giả. Nhiếp Tiểu Lý nhìn chung quanh, phát hiện đáy giếng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một động phủ hình tròn với đuốc cắm đầy bốn vách tường, ngay chính giữa là một con suối đang sủi bọt liên tục. Ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Nàng thật sự không hiểu nổi. Nếu giếng đan này đơn sơ, vì sao tộc lão lại trăm phương nghìn kế ngăn cản người khác kiểm tra chứ? Vợ tiếp viên hàng không, nơi này là cố ý thiết kế cho người khác nhìn. Hạ Thiên mỉm cười, đưa tay chỉ con suối phía chính giữa, thứ mà nàng muốn xem ở trong đó. Trong nước, Nhiếp Tiểu Lý cau mày, có chút do dự, hay là nước này có vấn đề? Hạ Thiên nói, xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Xuống dưới, Nhiếp Tiểu Lý nhìn quần áo trên người của mình. Hơi mỏng. Nếu dính nước, nàng sẽ xấu hổ lắm. Vợ tiếp viên hàng không, nàng yên tâm đi, quần áo của nàng không có vấn đề gì đâu, cũng không cần lo lắng hô hấp, tất cả đều có ta lo liệu. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói, mặc dù ta rất thích dáng người của nàng, nhưng làm sao ta có thể để người khác nhìn thấy được chứ? Nhiếp Tiểu Lý không khỏi có chút im lặng, nhưng nàng cũng thoáng thở phào một hơi. Biểu hiện của Hạ Thiên khá nhẹ nhõm. Hắn cười nói, vợ tiếp viên hàng không, thật ra xuống nước rất đơn giản, chẳng có gì cần phải lo lắng cả. Nhìn thấy khí tức màu đen đang lưu động dưới làn nước thanh tịnh, Nhiếp Tiểu Lý quyết định, được, vậy chúng ta đi. Nói xong, Nhiếp Tiểu Lý chủ động ôm eo Hạ Thiên, hai người cùng nhau nhảy xuống giếng. Vào nước hơi lạnh, không gian lại cực lớn, một chút cũng không giống như cái giếng. Nhiếp Tiểu Lý vốn tưởng rằng sẽ có chút khó chịu, nhưng khi vừa mở mắt, nàng phát hiện mình có thể di chuyển và hô hấp, chẳng khác gì khi đi trên bờ. Quần áo cũng không bị dính nước, chẳng khác nào cây rong. Vợ tiếp viên hàng không, nàng chơi vui không?
Hạ Thiên quay sang nhìn Nhiếp Tiểu Lý, cười hỏi. Nhiếp Tiểu Lý có thể nghe được giọng nói của Hạ Thiên một cách rõ ràng, không khỏi mở to mắt, cảm giác này thật thần kỳ. Hạ Thiên thuận miệng nói, về sau còn thần kỳ hơn nữa đấy. Đằng trước hình như có con đường, trong nước, tầm mắt của Nhiếp Tiểu Lý hoàn toàn không gặp trở ngại, rất nhanh đã nhìn thấy vách đá cách đó không xa, còn có cửa hang có thể chứa được một người ra vào. Nhưng khi bọn họ vừa mới đến cửa hang, một mạch nước ngầm kịch liệt đập vào mặt, tuôn ra cuồn cuộn với bọn họ. Nếu là người bình thường, đoán chừng đã bị mạch nước ngầm ở đây cuốn trôi đi mất rồi. Đáng tiếc, Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý đều không phải người bình thường. Mạch nước ngầm hoàn toàn không đưa đến một chút tác dụng nào. Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý cũng không có cảm giác quá lớn, bơi thẳng đến cửa hang kia. Bơi một lát, hai người nhìn thấy ánh sáng. Bọn họ nhô đầu lên khỏi mặt nước, phát hiện hình như mình đã đến một không gian khác. Nơi này vàng son lộng lẫy, đèn đuối sáng trưng, chính giữa còn có một bệ đá cao hơn 7 mét giống như một tế đàn. Dưới tế đàn còn có hai thủ vệ đeo mặt nạ đang đứng. Tuy nhiên, bọn họ quay lưng về phía mặt nước, cho nên bọn họ không biết trong nước có người xuất hiện. Bốp bốp! Sau khi ngoi ra khỏi mặt nước, Nhiếp Tiểu Lý lập tức chạy đến trước mặt hai người kia, dùng cổ tay chặt vào đầu từng người, đánh ngất xỉu bọn họ. Kết quả, hai thủ vệ một chút chuyện cũng không có, còn chậm rãi quay người lại, khó hiểu nhìn Nhiếp Tiểu Lý. Vợ tiếp viên hàng không, nàng muốn làm gì thế? Hạ Thiên cũng có chút kỳ quái hỏi Nhiếp Tiểu Lý. Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy mê hoặc, tại sao bọn họ lại không bị choáng? Ta thấy trên phim, người bị đánh sau ót là choáng hết cả mà. Cái đó mà nàng cũng tin. Hạ Thiên mỉm cười, vợ tiếp viên hàng không, nàng ngốc quá, nhưng mà ngốc đáng yêu. Hai thủ vệ rút đao ra khỏi vỏ, bắt đầu chém về phía Nhiếp Tiểu Lý. Nhiếp Tiểu Lý không hề né tránh, ngược lại còn tiến lên nửa bước. Lướt qua giữa hai người, sau đó quay người trở lại quét ngang, đá hai thủ vệ đeo mặt nạ ngã lăn xuống đất không đứng dậy được. Vợ tiếp viên hàng không, trước kia nàng đã từng học qua võ công sao? Hạ Thiên hỏi một câu. Không có, Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, chính nàng cũng cảm thấy khó hiểu, ta cũng không biết thế nào. Đầu óc ta nghĩ cái gì thì tay chân đánh ra cái đó thôi. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó cười nói. Hoặc nàng có thiên phú về phương diện này, hoặc chính là... Chính là cái gì? Nhiếp Tiểu Lý hỏi. Hạ Thiên đáp, chính là huyết mạch Nhiếp gia của nàng không đơn giản chứ sao? Ý của ngươi là, Nhiếp gia chúng ta có quan hệ với ma tộc kia? Nhiếp Tiểu Lý thoáng có chút không tin tưởng lắm đối với suy đoán này. Có liên quan cũng không sao. Hạ Thiên mỉm cười, vợ tiếp viên hàng không, mặc kệ nàng thuộc yêu tộc gì, cũng không ảnh hưởng việc ta thích nàng. Dám ở đây liếc mắt đưa tình, các ngươi chết cũng muốn lãng mạn. Lúc này, trên tế đàn bỗng nhiên vang lên giọng nói của một nữ nhân xa lạ, đáng tiếc, các ngươi đến nhầm chỗ rồi. Ân ái ở đây, chết lại càng nhanh hơn. Nhiếp Tiểu Lý đưa mắt nhìn về phía tế đàn, quả nhiên nhìn thấy một nữ nhân mặc sườn xám màu hồng, trên đầu còn ghim một búi tóc kỳ quái, giống như danh viện bến Thượng Hải thế kỷ trước, trong tay còn cầm một cây quạt nhỏ cỡ chừng bàn tay. Ngươi là ai? Nhiếp Tiểu Lý hỏi. Nữ nhân mặc sườn xám cười khẽ, ta tên Cao Thiến Hoa. Hai người các ngươi hẳn là thế hệ trẻ của Nhiếp gia, không biết xưng hô như thế nào, là hậu nhân phòng nào của Nhiếp gia. Vợ tiếp viên hàng không, ta họ Nhiếp, nhưng ta thì không phải. Hạ Thiên lười biếng nói, ta tên Hạ Thiên, hạ của xuân hạ thu đông, thiên của đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên, mùa rất tốt, tên rất hay. Nữ nhân mặc sườn xám hơi có chút gật đầu tán thưởng. Nhìn khí chất của ngươi, ngươi rất giống với mùa hè, vừa nóng vừa hừng hực, dương cương lại ngay thẳng, ta rất thích. Đáng tiếc, ngươi lại sinh muộn mấy chục năm. Hạ Thiên nhếch miệng, lão thái bà, cho dù ta sinh sớm mấy chục năm, ngươi cũng không xứng với ta, ngươi xấu quá. Ha ha ha, ngươi đúng là có khí phách, ta lại càng thích. Nữ nhân mặc sườn xám cười càng lợi hại hơn, cây quạt vẫn luôn dùng để che miệng, rất thú vị. Đã lâu rồi ta không gặp được người chơi vui như ngươi. Lúc này, Nhiếp Tiểu Lý mới nhớ đến Nhiếp Thiến Hoa là ai, không khỏi cả kinh, ta nhớ ngươi là ai rồi. Ngươi chính là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội ở bến Thượng Hải, là đóa hoa nổi danh nhất. Nhưng theo lời đồn thì ngươi đã chết rồi mà, tại sao ngươi lại còn sống? Bây giờ,
ngươi ít nhất cũng đã 120 tuổi rồi. Nói dễ nghe thì là đóa hoa, thật ra chỉ là bán mình mãi nghệ mà thôi. Nữ nhân mặc sườn xám cười khẽ, đong đưa cây quạt, có chút hối hận nói, khi đó, ta tưởng mình chết rồi, nhưng lại không chết được, được một người tên Long Hành Vũ cứu. Sau đó, ông ta đưa ta đến đây, giúp Nhiếp gia trông coi tế đàn giếng đan này. Long Hành Vũ, Nhiếp Tiểu Lý quay lại nhìn Hạ Thiên, lập tức nói, ông ta đã chết rồi. Nữ nhân mặc sườn xám không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức lắc đầu, các ngươi muốn gạt ta. Long lão không phải người bình thường, chẳng những tuổi thọ kéo dài, còn có bản lãnh cải tử hồi sinh, cùng rất nhiều thần thông không tưởng tượng nổi. Có ai giết được ông ta chứ? Không có tác dụng gì đâu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ông ta chỉ là một tên phế vật, đã bị ta tiện tay xử lý. Tiểu bằng hữu, khoác loác cũng không phải thói quen tốt, sẽ làm mất độ thiện cảm. Nữ nhân mặc sườn xám có chút không vui nhìn Hạ Thiên, đến lúc đó, tỷ tỷ ta sẽ không cho ngươi đường để ăn đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, một lão thái bà hơn 120 tuổi mà còn giả bộ tỷ tỷ, đúng là buồn nôn. Hai, ta vốn cảm thấy ngươi còn chút thú vị, bây giờ xem ra ngươi cũng rất bình thường. Nữ nhân mặc sườn xám thở dài, sắc mặt lạnh dần, không chơi nữa, cũng không nhiều lời với các ngươi. Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một là ở lại đây bồi tiếp ta, cho đến khi các ngươi chết đi. Hai là ta giết các ngươi, sau đó để thi thể các ngươi ở đây, vĩnh viễn bồi tiếp ta. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn nữ nhân mặc sườn xám, lười biếng nói, ta làm người rộng lượng hơn. Ta cho ngươi ba con đường, thứ nhất, tự ngươi đi chết, thứ hai, bị vợ tiếp viên hàng không đánh chết, thứ ba, bị ta đánh chết ngươi. Ha ha, tuổi trẻ bây giờ đúng là không biết trời cao đất rộng. Nữ nhân mặc sườn xám lên tiếng cười phóng đãng, giọng nói bỗng nhiên trở nên mềm mại đáng yêu, ánh mắt phong tình vạn trùng nhìn Hạ Thiên, tiểu đệ đệ, ngươi thật sự muốn ra tay với ta. Ánh mắt mị hoặc này xác thực có lực sát thương rất lớn, ngay cả Nhiếp Tiểu Lý cũng không chú ý liền bị trúng chiêu, lập tức rơi vào suy nghĩ kỳ quái. Vợ tiếp viên hàng không, tỉnh lại đi. Hạ Thiên nhẹ nhàng vỗ Nhiếp Tiểu Lý một cái, giúp cho nàng tỉnh táo lại. Nhiếp Tiểu Lý nhìn Hạ Thiên, gương mặt ửng đỏ. Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi vừa rồi, trong đầu nàng lóe lên một hình ảnh. Tiểu đệ đệ, người đúng là có chút bản lãnh. Nữ nhân mặc sườn xám nhẹ nhàng cười một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, tư thái hiểu điệu, một luồng khí tức màu hồng tràn ngập ra. Hạ Thiên nói, chiêu thức này của ngươi vô dụng đối với ta, ngươi đừng nên lãng phí thời gian nữa. Thật sao? Nữ nhân mặc sườn xám đột nhiên xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, miệng dán vào bên tai hắn, hơi thở như lan, ngươi thật sự không có cảm giác chút nào sao? Bành! Một quyền Hạ Thiên đánh qua, đánh bay nữ nhân này, sau đó hắn bĩu môi nói, ta đã nói từ trước, người quái dị thì cách ta xa một chút. Ngươi dám đánh ta? Nữ nhân mặc sườn xám không bị thương nặng, nhưng càng nhiều hơn là nội tâm bị trọng kích, ánh mắt tràn ngập sự khó tin, ngươi dám đánh ta? Mặt ta đẹp như vậy, ngươi dựa vào cái gì mà có thể hạ thủ được? Nàng ta thật sự không cách nào hiểu được, người ta đối với nàng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không ai muốn nàng bị tổn thương dù chỉ một chút. Thế nhưng, nam nhân tầm thường trước mắt lại đánh nàng, lại còn nói năng lỗ mãng với nàng, thực sự khiến nàng không thể chịu đựng được. Cho dù đã hơn 100 tuổi, nhưng nàng ta vẫn duy trì dung mạo và tư thái như mới 30, cộng thêm nàng ta tu luyện mỹ công, cho nên nàng tự nhận trên thế giới không có nam nhân nào không khuynh đảo vì nàng ta, cũng không có nữ nhân nào đẹp hơn so với nàng ta. Vì thế, thất bại là không được phép. Hạ Thiên lại càng không bị mị lực của nàng ảnh hưởng, khiến nàng ta không cách nào tiếp thu được. Quả nhiên, người quái dị thì không có tính tự giác. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đánh ngươi là vì ngươi xấu, lại còn nói nhiều. Lý do này đã đủ chưa? Ta xấu, nữ nhân sườn xám mở to mắt, chỉ vào mặt của mình, năm đó, lão nương là đệ nhất mỹ nhân bến Thượng Hải, chúng tuyển đại thống lĩnh mỹ nữ ba giới. Không biết có bao nhiêu quan lại quyền quý muốn cầu hôn ta, ngay cả. Hạ Thiên khoát tay, lười nghe mấy lời nói nhảm, trực tiếp cắt ngang lời nàng ta, chuyện này chỉ có thể nói rõ đám ngu ngốc kia không có mắt. Đánh giám, sắc mặt nữ nhân mặc sườn xám lạnh lại, sát ý dâng lên, nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ta đẹp, mọi người đều biết.
Ngươi sợ mình bị luân hãm cho nên mới cố ý giả ngu. Hạ Thiên lười biếng nói, chút nhan sắc đó của ngươi, chênh lệch với vợ tiếp viên hàng không của ta đến 10 lần. Ngươi đừng có ở đây khiến người ta buồn nôn nữa. Nàng ta, đẹp hơn ta, ha ha ha, nữ nhân mặc sườn xám nhìn Nhiếp Tiểu Lý, sau đó cười to, quả nhiên ngươi chỉ là một đứa bé, chưa biết gì về cái đẹp, cũng không biết thưởng thức cái đẹp, càng không biết cái gì gọi là đẹp. Từ trước đến nay, Nhiếp Tiểu Lý hoàn toàn không để ý đến phương diện này, nhưng nghe đối phương nói xong, nàng vẫn tức giận, lạnh lùng nói, ta đẹp hơn ngươi thì thế nào? Ngươi vừa già vừa xấu, lại tự cho là đúng. Chỉ có thể trốn ở đây không nhìn thấy ánh mặt trời. Đã bao lâu rồi ngươi không gội đầu? Bao lâu rồi ngươi không tắm rửa? Bao lâu rồi không thay bộ quần áo mới? Bao lâu rồi không hít thở bầu không khí mát mẻ? Ngươi cứ kiên trì cho rằng mình đẹp, có phải ngươi sợ một khi không kiên trì nổi, nó sẽ nát như bọt biển? Điều này cũng có nghĩa ngươi hiểu được tình huống của mình là gì? Ngươi cảm thấy một con chuột có thể đẹp ở chỗ nào? Quả nhiên! Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, những lời này đã kích vào tâm linh của nữ nhân mặc sườn xám, khiến cho tim của nàng ta đập mạnh lên, khí tức hỗn loạn, biểu hiện cũng trở nên dữ tợn. Ta muốn giết ngươi. Nữ nhân mặc sườn xám rốt cuộc không còn quan tâm đến danh dự gì nữa, chỉ biết dương nanh múa vuốt xông về phía Nhiếp Tiểu Lý. Ngươi cứ đến giết thử xem. Nhiếp Tiểu Lý tuyệt không sợ hãi, ngoài miệng vẫn tiếp tục khiêu khích, ánh mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nữ nhân kia. Khi nàng ta đánh tới, nàng thuận thế tránh khỏi. Nữ nhân mặc sườn xám nhào đến mấy lần cũng không chạm được bên cạnh Nhiếp Tiểu Lý, tức đến mức nổi trận lôi đình, để ta xem ngươi có thể tránh được bao lâu. Nói xong, toàn bộ cơ thể của nàng ta dần dần trở nên hư hóa, giống như một vụ ảnh màu hồng, không bao lâu sau đã tràn ngập toàn bộ không gian. Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý cũng bị luồng sương mù hồng phấn này bao phủ. Ta sẽ chém các ngươi thành muôn mảnh. Giọng nữ nhân mặc sườn xám cũng bị cắt chém thành vô số tiếng vang, tản mát các nơi, rất nhanh bắn ngược trở về, vô cùng quỷ dị. Lông mày Nhiếp Tiểu Lý cau lại, nhẹ giọng hỏi Hạ Thiên, nàng ta đang làm cái quỷ gì thế? Vợ tiếp viên hàng không, mặc kệ nàng ta đang làm cái quỷ gì, tất cả đều vô dụng cả thôi. Biểu hiện của Hạ Thiên vô cùng nhẹ nhõm, cười nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, chỉ có người không đủ bản lãnh mới có thể làm ra mấy thứ loè loẹt. Càng ngoài sức tưởng tượng thì uy lực lại càng yếu. Thật sao, kinh nghiệm chiến đấu của Nhiếp Tiểu Lý thật sự quá yếu, nhưng nàng lại có thiên phú. Nghe Hạ Thiên nói, tâm trạng của nàng lập tức ổn định lại. Ban đầu, Hạ Thiên cũng lười nói những thứ này, nhưng ai bảo Nhiếp Tiểu Lý lại là vợ tương lai hắn nhìn chúng chứ? Hắn kiên nhẫn giải thích, người có thực lực, trực tiếp ra tay cũng có thể tiêu diệt đối phương. Cho nên, bọn họ không cần phải thực hiện mấy động tác đẹp đẽ. Càng đẹp đẽ, đơn giản chính là không có biện pháp giết chết đối thủ, chỉ có thể lừa dối phán đoán của đối phương, sau đó thừa cơ đánh lén. Nhiếp Tiểu Lý thầm nghĩ cũng đúng, không khỏi gật đầu, nhưng sau đó lại hỏi, nhưng bây giờ ta không cách nào bắt được thân ảnh, khí tức của nàng ta. Như vậy ta không thể phản kích, thời gian càng dài, nói không chừng ta sẽ bị nàng ta đánh bại. Vậy thì cứ để nàng ta tiêu hao đi, Hạ Thiên lơ đễnh nói. Với tình huống của nàng ta như vậy, bất luận linh khí hay là thể lực, tiêu hao nhất định gấp mấy lần so với nàng. Ta hiểu rồi, Nhiếp Tiểu Lý suy nghĩ một chút, rất nhanh hiểu được ý của Hạ Thiên, nàng ta không cách nào đánh thắng một cách chính diện. Cho nên, nàng ta muốn dùng phương thức này để lừa gạt chúng ta. Một khi chúng ta thả lỏng, nàng ta sẽ thừa cơ đánh lén, một kích tất sát chúng ta. Hạ Thiên thấy Nhiếp Tiểu Lý yên lặng nhìn hắn. Hiển nhiên đang chờ hắn nhận xét, liền bĩu môi nói, vợ tiếp viên hàng không, nàng chỉ nói đúng một nửa thôi. Một nửa nào, Nhiếp Tiểu Lý hỏi, ý ta là sai ở một nửa nào. Nàng ta chỉ có thể đánh lén nàng, chứ không đánh lén được ta. Hạ Thiên nói, ta có thể giết nàng ta bất cứ lúc nào. Mấy chiêu thức đó của nàng ta hoàn toàn vô dụng đối với ta. Ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy được nàng ta ở đâu. Lúc này. Tiếng cười của nữ nhân mặc sườn xám lại vang lên từ bốn phương tám hướng, rất nhanh phân tán đến khắp ngõ ngách. Đúng là dõng dạc, đây chính là thân pháp vô thượng của người tu hành, gọi là phân thân nhất thuấn. Nữ nhân mặc sườn xám trào phúng, âm thanh gần gần xa xa, lơ lửng không cố định, ta ở khắp mọi nơi, không cố định, các
các ngươi không nhìn thấy ta, cũng không có khả năng cảm giác được ta, hả? Lời còn chưa nói hết, nữ nhân mặc sườn xám phát hiện Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý đã xuất hiện trước mặt nàng ta. Người ở đây này, Hạ Thiên đưa tay chỉ vào nữ nhân mặc sườn xám, nói với Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không, muốn tìm ra chân thân của nàng ta chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, ta hiểu rồi. Các ngươi khinh người quá đáng. Nữ nhân mặc sườn xám thẹn quá hóa giận, hai tay thành chảo, dẫn ra vô số sương mù hồng phấn cuốn về phía Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý. Hạ Thiên cũng không phản ứng, vẫn mỉm cười đứng im ngay tại chỗ. Cười cái gì mà cười, bây giờ lão nương sẽ khiến cho các ngươi thịt nát xương tan. Lửa giận nữ nhân mặc sườn xám càng sâu hơn, phổi như muốn nổ tung, phấn sương mù này đều là độc tố ảnh hưởng đến thần kinh. Cho dù chỉ dính một chút xíu, các ngươi cũng sẽ thần tiêu xương vỡ, trực tiếp biến thành một đống mủ, a. Nhiếp Tiểu Lý đấm thẳng vào mặt nàng ta, cắt ngang lời nói nhảm. Bành! Nữ nhân mặc sườn xám lăn xuống tế đàn, thiếu chút nữa ngã xuống nước. Không thể nào, sau khi đứng lên, nàng ta kinh ngạc nhìn Nhiếp Tiểu Lý. Trước đó, nữ nhân này rõ ràng chỉ là người bình thường, tại sao lại bỗng nhiên lợi hại như thế? Tiếp theo, nàng ta nhìn thấy Hạ Thiên, trong lòng lại càng thêm kinh sợ. Nam nhân này thật sự quá lợi hại, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã đào tạo ra một cao thủ võ công. Quá kinh khủng! Ngươi, rốt cuộc các ngươi có lai lịch gì? Nữ nhân mặc sườn xám đã kinh khiếp, không dám tùy tiện ra tay nữa. Nhiếp Tiểu Lý thản nhiên đáp, bây giờ hỏi cái này cũng không còn ý nghĩa gì cả. Được, ta thua, nữ nhân mặc sườn xám cũng không dãy giụa, chỉ thở dài, nhưng ta vẫn không muốn chết, các ngươi có thể tha cho ta một mạng không? Nhiếp Tiểu Lý quay lại nhìn Hạ Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên lười biếng nói, vợ tiếp viên hàng không, nơi này là địa bàn Nhiếp gia, nàng muốn tiếp quản Nhiếp gia, nàng cứ quyết định, không cần phải hỏi ta. Được, Nhiếp Tiểu Lý nhìn nữ nhân mặc sườn xám, ta có thể thả ngươi một lần, nhưng ngươi nhất định phải nói hết những gì mà ngươi biết. Nếu không, ta sẽ giết ngươi, chấm dứt hậu hoạn trong tương lai. Các ngươi muốn biết cái gì? Nữ nhân mặc sườn xám từ bỏ chống cự, cảm thấy dễ dàng hơn không ít, ta nhất định biết gì nói nấy. Nhiếp Tiểu Lý nhất thời không biết nên hỏi cái gì. Nàng im lặng 2-3 giây, sau đó mới hỏi, rốt cuộc đáy giếng cất giấu bí mật gì? Hội tộc lão Nhiếp gia đang mưu đồ chuyện gì? Nữ nhân mặc sườn xám có chút ngoài ý muốn, ngươi không biết. Vậy tại sao ngươi lại đến đây? Ngươi cứ trả lời ta là được, bây giờ là ta đang hỏi ngươi. Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng nói. Nữ nhân mặc sườn xám nhớ lại tình huống của mình, đành phải ngoan ngoãn phối hợp, đáy giếng đan thông đến Linh Mạch Hoàng Sơn. Rất nhiều năm trước, Nhiếp gia đã đánh chủ ý vào Linh Mạch. Mục đích tất nhiên là trường sinh bất lão. Còn cái gì nữa không thì ta không rõ. Ta vẫn luôn canh giữ bên ngoài, cũng chưa từng xuống Linh Mạch. Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, cảm thấy rùng mình, mấy chuyện này, hội tộc lão Nhiếp gia đều biết, nhưng có liên quan gì đến Long Hành Vũ hay không? 100 năm trước, Long Hành Vũ cứu được rất nhiều người giống như ta, sau đó sử dụng linh khí màu đen giúp cho chúng ta có thể trường sinh bất lão, với điều kiện là nghe theo lệnh của ông ta. Thời gian dần trôi. Nữ nhân mặc sườn xám nói càng lúc càng trơn tru, gánh nặng trong lòng cũng không còn, khi đó, ông ta mang chúng ta đến Nhiếp gia, đạt thành giao dịch với gia chủ Nhiếp gia. Về phần là cái gì thì ta không biết, dù sao, bắt đầu từ lúc đó, ta đã canh giữ nơi này rồi. Nhiếp Tiểu Lý lại hỏi thêm một vài vấn đề, nữ nhân mặc sườn xám xác thực biết gì nói nấy, rất phối hợp, đến mức Nhiếp Tiểu Lý hoài nghi nàng ta đang giở trò. Tuy nhiên, đã đồng ý thả nữ nhân mặc sườn xám, Nhiếp Tiểu Lý đương nhiên sẽ không nuốt lời, ngươi có thể đi rồi. Nơi này không cần bất cứ kẻ nào trông coi nữa. Ta muốn hỏi một chút, Long lão chết thật rồi sao? Nữ nhân mặc sườn xám do dự một chút, sau đó lên tiếng hỏi. Hạ Thiên nhếch miệng, chết rồi, người đã hóa thành tro, kim đan cũng bị lấy đi. Được, ta biết rồi. Nữ nhân mặc sườn xám chậm rãi phủi bụi trên người. Thở dài nói, ta còn chưa thể rời khỏi chỗ này. Ngoại trừ Long lão, có thể giải trừ lệnh cấm túc trên người ta cũng chỉ có gia chủ Nhiếp gia. Nói xong, ánh mắt của nàng ta đau thương nhìn Nhiếp Tiểu Lý, người vô dụng thôi. Nhiếp Tiểu Lý thản nhiên đáp, nhưng rất nhanh sẽ có tác dụng.
Nữ nhân mặc sườn xám không rõ lời này của Nhiếp Tiểu Lý là có ý gì. Nàng ta cũng không muốn hiểu, chỉ nói, đằng sau tế đàn có đạo môn, có thể thẳng đến linh mạch dưới lòng đất. Được, chúng ta đi. Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, sau đó quay sang nói với Hạ Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 171.